Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 2401. Mẹ kiếp, Thiên Lăng Tử nhìn thấy cảnh tượng này, thậm chí đã thầm chửi rủa trong bụng. Khán giả trên khắp cả nước đều đang chờ đợi kết quả của trận chiến giữa gã và Trương Lăng Phong. Hơn nữa, bông hoa tử tiêu này cuối cùng sẽ thuộc về ai cũng là một loại biểu tượng cho chiến thắng. Kết quả không biết một thằng ất ơ từ đâu chui ra cướp đi mất phần thưởng chiến thắng của hai người bọn họ. Khi Tiêu Chính Văn quay người lại, cả hai người đều nhìn rõ tướng mạo của anh. Trương Lăng Phong có ấn tượng vô cùng sâu sắc với gương mặt này, dù Tiêu Chính Văn có hóa thành cho bụi thì hắn vẫn có thể nhận ra được ngay. Lúc nhìn thấy nụ cười bình thản của Tiêu Chính Văn, lửa giận trong lòng Trương Lăng Phong lập tức tắt ngúm. Đừng thấy giờ hắn cũng ở cảnh giới thiên thần một sao mà lầm, thật ra trong lòng hắn rõ hơn ai hết, cảnh giới thiên thần một sao này của hắn là dựa vào ngoại lực nên mới đột phá lên được. So với cảnh giới thiên thần một sao năm đó của Tiêu Chính Văn thì không ở cùng một đẳng cấp. Hơn nữa, những lời nói bôi nhọ Tiêu Chính Văn là thật hay giả, Trương Lăng Phong là người rõ nhất. Năm đó Tiêu Chính Văn gần như không có ai giúp đỡ, các danh sơn đều là kẻ thù một mất một còn của anh. Câu chuyện nhờ người khác trợ giúp rõ ràng là bịa đặt. Một nhân vật ngay cả cường giả ngoài lãnh thổ cũng không có cách gì không chế được thì hắn đâu dám ho he gì. Nhưng Thiên Lăng Tử bên cạnh lại chưa hề phát giác ra được sự thay đổi trên sắc mặt của Trương Lăng Phong. Ở trong mắt gã, dù Tiêu Chính Văn là ai thì cũng không thể cướp đi thành quả thắng lợi vốn dĩ nên thuộc về gã. Vậy nên gã thậm chí còn chẳng buồn bàn bạc với Trương Lăng Phong đã giơ tay lên và tung ra một đòn đánh kinh thiên động địa. Kiếm võng dày đặc như lưới đánh cá phủ xuống đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, gã nhất định phải khiến Tiêu Chính Văn tan xác thành trăm nghìn mảnh chỉ với một đòn, gã phải cho tất cả mọi người nhìn rõ khiêu chiến với gã sẽ có kết cục như thế nào. Dù kiếm võng của Thiên Lăng Tử sắp chụp xuống, Tiêu Chính Văn vẫn chẳng buồn liếc mắt nhìn, anh tiện tay ngắt một chiếc lá từ trên cành cây bên cạnh. Sau đó khẽ tung về phía Thiên Lăng Tử, chỉ thấy chiếc lá đó bay thẳng về phía của Thiên Lăng Tử. Nhìn thấy cảnh tượng này, Thiên Lăng Tử suýt thì tức tới mức nôn ra máu. Ngắt lá đánh người, đây chính là màn kịch đặc sắc của mỗi một tông sư bên trong võ tông. Nhưng nếu so sánh thì cảnh giới tông sư cũng chỉ ngang với cảnh giới chiến thần mà thôi. Bản thân gã đường đường là một cao thủ ở cảnh giới thiên thần một sao, vậy mà lại bị một con kiến ở cảnh giới chiến thần coi thường như thế. Càng nghĩ càng giận, Thiên Lăng Tử lập tức huy động kiếm võng, nhếch mép cười nói, thằng danh con. Hôm nay tao sẽ cho mày biết khiêu chiến với cường giả ở cảnh giới thiên thần sẽ có kết cục thế nào. Chương 2402. Mày chết đi cho tao. Lúc này, ở trong mắt Thiên Lăng Tử, Tiêu Chính Văn đã là một người chết. Không ngoài dự liệu, chỉ trong nháy mắt, Tiêu Chính Văn như đã hóa thành một đống thịt vụn. Trương Lăng Phong nhìn thấy cảnh tượng này cũng không khỏi nhíu mày, hắn đã từng tận mắt chứng kiến chiến lực trước đó của Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, mỗi một trận chiến, Tiêu Chính Văn đều sẽ tung ra con dao quân đội năm cạnh. Nhưng hôm nay sao lại không thấy Tiêu Chính Văn sử dụng con dao quân đội năm cạnh? Mà anh lại dùng một chiếc lá cây? Chuyện này hơi kỳ quặc nhỉ. Dù 4 năm trước Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới thiên thần một sao, thì cách biệt cũng không thể lớn như vậy chứ. Lúc Trương Lăng Phong vẫn còn đang suy nghĩ, chỉ thấy chiếc lá đó xuyên qua tầng tầng kiếm võng mà chẳng tạo ra chút động tĩnh nào. Cứ thế không lực cản bay về phía Thiên Lăng Tử. Sau đó, dưới ánh mắt hết sức kinh ngạc của Thiên Lăng Tử, chiếc lá xuyên thẳng từ yết hầu qua cơ thể gã. Phụt, sau khi chiếc lá kia xuyên qua, chỉ thấy máu từ trên đỉnh đầu của Thiên Lăng Tử phun lên cao hơn 3 mét. Bộp, đầu của Thiên Lăng Tử rớt xuống đất, đôi mắt kia cho đến chết vẫn trợn trừng, không dám tin tất cả những chuyện này đều là thật. Ôi, Trương Lăng Phong nhìn thấy cảnh tượng này, suýt thì đái cả ra quần. Con mẹ nó, cảnh tượng này là thật sao? Lúc này, hắn chỉ cảm thấy da đầu tê dần lên, tay chân đều đang lạnh buốt. Chỉ trong nháy mắt, mồ hôi lạnh đã thấm ướt toàn bộ quần áo trên người hắn. Còn Tiêu Chính Văn lại giống như một người chẳng liên can gì, thoải mái sải bước đi sượt qua bên người Trương Lăng Phong. Vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn đi lướt qua người hắn, Trương Lăng Phong không tự chủ được mà quỳ xuống đất. Xin tha mạng, Trương Lăng Phong hô lên. Khấu đầu với bóng lưng của Tiêu Chính Văn. Chương 2403. Tiêu Chính Văn xem Trương Lăng Phong như không tồn tại, thoáng chốc đã biến mất vào trong rừng. Đến khi Tiêu Chính Văn đi xa,
Trương Lăng Phong vẫn còn cảm thấy sợ hãi. Thiên Lăng Tử lợi hại đến mức nào? Khi đánh nhau với Thiên Lăng Tử lúc nãy, hắn thậm chí không có thể làm Thiên Lăng Tử bị thương. Có thể nhìn ra được thực lực của hai người. Càng không cần nói phá vỡ lưới kiếm dày đặc để chém đầu Thiên Lăng Tử xuống. Hắn nghĩ mình cùng lắm chỉ có thể liều mạng đánh hết sức để làm Thiên Lăng Tử bị thương. Muốn giết hắn còn khó hơn cả lên trời. Ai mà biết dưới Thiên Võng kiếm trận, bất kỳ đòn tấn công nào cũng phải đối mặt với vô vàn kiếm ý đánh tới. Đừng nói là xuyên qua lưới kiếm để giết người, dù né được lưới kiếm cũng đã khó như lên trời. Dù là cường giả cảnh giới thiên thần 2 sao cũng không chắc có thể giết được Thiên Lăng Tử trong một chiêu khi đối mặt với lưới kiếm dày đặc như thế. Nhưng Tiêu Chính Văn thì sao? Chỉ nhận lấy một chiếc lá rồi tiện tay ném đi như trò chơi của trẻ con, một chiếc lá chém đứt đầu của Thiên Lăng Tử. Lúc này cả ngọn núi lớn vô cùng yên tĩnh. Mãi đến khi Tiêu Chính Văn đi xa, Trương Lăng Phong vẫn lặng lẽ quỳ dưới đất, đầu dập xuống đất, thậm chí không dám ngẩng đầu lên nhìn. Một tiếng đồng hồ sau, Trương Lăng Phong mới run rẩy ngẩng đầu lên. Quả nhiên không còn thấy bóng dáng Tiêu Chính Văn nữa, hắn mới lau mồ hôi lạnh trên trán. Nhưng đúng lúc này một giọng nói cực kỳ quen thuộc vang lên, Trương Lăng Phong, nếu anh nói chuyện hôm nay ra ngoài thì cả nhà họ Trương sẽ bị tiêu diệt. Vâng vâng, tôi không nhìn thấy gì cả. Trương Lăng Phong hoảng sợ run lẩy bẩy. Lời cảnh cáo của Tiêu Chính Văn hệt như thánh chỉ với hắn. Hắn hiểu Tiêu Chính Văn hơn bất kỳ ai, đã nói là làm. Năm đó ở Âu Lục, nơi cách Sa Long Kinh 40 cây số, đến sau đó giết các nước mạnh của thế giới để báo thù cho Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn từng do dự chưa? Tiêu diệt cả nhà họ Trương thì có là gì với Tiêu Chính Văn? Mãi một lúc sau, Trương Lăng Phong mới ngồi bệt xuống đất, há miệng thở gấp. Ánh sáng trên bầu trời bỗng biến mất, đám người đang chờ đợi tin tức dưới chân núi cũng bắt đầu thảo luận. Đã kết thúc rồi sao? Nhanh quá, không biết lần này là người nhà họ Trương thắng hay người Hằng Sơn thắng nhỉ? Hừ, ai thắng cũng chẳng liên quan đến anh, quan trọng là ai lấy được Hoa Tử Tiêu, ai sẽ trở thành cao thủ cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao tiếp theo. Chương 2404. Nghe tiếng bàn luận của mọi người, Lâm Tuyết cũng lần nữa đưa micro cho ông Lưu nói, ông Lưu, với kinh nghiệm phán đoán của ông, trong hai người họ, ai sẽ giành chiến thắng? Tôi nghĩ tài năng của Thiên Lăng Tử cao hơn một chút, 90% chắc là Thiên Lăng Tử lấy được Hoa Tử Tiêu. Chúng ta cứ đợi xem. Nói rồi ông Lưu chắp một tay sau lưng nhìn về phía đường núi. Lâm Tuyết cũng gật đầu. Cô ta cũng biết phán đoán của ông Lưu về hai người này hẳn là rất chuẩn xác. Một mặt ông ta là võ giả, ngoài ra rất có khả năng ông ta đã biết được tin tức nội bộ. Trong chốc lát tất cả phóng viên đều chạy đến phía trước con đường núi, kích động đợi Trương Lăng Phong và Thiên Lăng Tử xuống núi. Tất cả mọi người đều chuẩn bị hết máy ảnh để ghi lại khoảnh khắc kích động lòng người này. Không biết ai đã hét lên câu này, lúc này những người quay phim mới bừng tỉnh, điều chỉnh tiêu cự của máy ảnh. Khoảnh khắc này có rất nhiều cư dân mạng cũng đang xem livestream, thậm chí còn có người đang đợi để lấy tiền cá cược. Trước đó trên mạng đã mở một cuộc đặt cược. Bất kể là Trương Lăng Phong thắng hay Thiên Lăng Tử thắng cũng có không ít người có thể thu về một số tiền lớn. Cùng lúc đó viện trưởng các học viện và lãnh đạo cấp cao của năm đại danh Sơn cũng đang đợi xem kết quả của chuyện này. Dù sao họ cũng đã chuẩn bị rất lâu rồi, tốn biết bao sức lực, ra sức tuyên truyền, thành công hay thất bại chỉ còn một bước này. Họ không lo sẽ có người làm bậy giữa đường, ngược lại lo Trương Lăng Phong không chịu được sự mê hoặc của Hoa Tử Tiêu. Không làm thỏa thuận để thua Thiên Lăng Tử hơn. Mọi người, bây giờ khoảnh khắc kích động lòng người nhất đến rồi, chúng ta đoán xem ai sẽ là người xuất sắc cuối cùng. Một blogger nổi tiếng trên mạng Livestream nói với các fan. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, tất cả mọi người đều đang rướn cổ lên đợi. Cho đến một tiếng sau, trên đường núi liên tục có người bước ra. Chỉ là không có bóng dáng Thiên Lăng Tử và Trương Lăng Phong. Sẽ không xảy ra chuyện này ngoài ý muốn chứ? Tại sao lâu vậy rồi mà sư huynh Trương và sư huynh Thiên Lăng Tử vẫn chưa ra? Lâm Tuyết nhíu mày hỏi. Thật ra vẫn có một tình huống là hai người đánh nhau quá kịch liệt đều bị thương nặng, không thể tự đi được. Chắc là không đâu, dù sao cũng đều là người trong đồng môn, hai người họ đánh nhau nhất định sẽ nương tay.
Ông Lưu rất tự tin nói. Lần này là một ván cờ do năm đại danh Sơn bắt tay làm thực hiện. Hơn nữa nhà họ Trương Thiên Sơn là người khởi phát, thế nên tuyệt đối không thể có bất kỳ sơ suất gì được. Hơn nữa quanh đây lại có vô số cao thủ canh giữ, càng không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Chỉ là ông Lưu vừa dứt lời, chỉ thấy bốn đệ tử Hằng Sơn mặt mày tái xanh giơ một cái cáng nâng người bị thương, nước mắt chảy dài từ đường núi đi xuống. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 2405. Khi máy quay chĩa vào cái cáng nâng người bị thương đó, tất cả phóng viên đều ớn lạnh. Chỉ thấy trên cáng có một thi thể không đầu, bên cạnh là một thứ gì đó hình tròn. Qua phân tích phán đoán cẩn thận, mọi người mới nhận ra thế mà lại là đầu của Thiên Lăng Tử. Mà bên cạnh mấy đệ tử của nhà họ Trương cũng cầm một cái cáng đi xuống, chỉ thấy hai mắt Trương Lăng Phong ngây dại, ánh mắt không có tiêu cự nhìn bầu trời, quần đã ướt một mảnh lớn. Hả, nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều ngạc nhiên sững sờ. Nhất là mấy người của Đại Danh Sơn, sau một hồi ngây người thì từng tiếng quát tức giận vang lên. Truyền lệnh, bất kỳ ai cũng không được rời khỏi đây, nếu không thì giết không tha. Vở kịch được các Đại Danh Sơn tốn công sức lên kế hoạch hoàn hảo lại có kết cục như thế, ai có thể nhịn được cơn tức này chứ? Hơn nữa Trương Lăng Phong không gánh nổi cái nồi lớn như thế, nhưng hắn đâu dám nói ra tên Tiêu Chính Văn. Thế là chỉ đành giả điên giả khùng nói là một người bí ẩn bỗng nhảy ra giết Thiên Lăng Tử trong một chiêu, mà hắn vẫn chưa kịp nhìn rõ tướng mạo thì người bí ẩn đó đã lấy mất Hoa Tử Tiêu rồi rời đi. Kỹ năng diễn xuất của Trương Lăng Phong quả thực rất đỉnh, thậm chí để diễn cho giống hắn cố ý làm ướt quần của mình. Người Hằng Sơn nhìn thấy Thiên Lăng Tử thân và đầu một nơi cũng cảm thấy tức giận nhưng không thể nói thành lời. Hơn nữa với thực lực của Trương Lăng Phong, muốn giết Thiên Lăng Tử mà không để làm vết tích gì thì chỉ có nằm mơ. Dù là cao thủ mạnh nhất hiện giờ của nhà họ Trương cũng không thể lấy đầu Thiên Lăng Tử mà không để lại vết tích gì. Cũng chính vì thế Hằng Sơn mới không truy cứu tội của nhà họ Trương. Nhưng đêm hôm đó cả Võ Tông Hoa Quốc đều sục sôi. Năm đại danh Sơn hăm dọa, thề rằng nhất định sẽ băm vằm hung thủ thành trăm mảnh. Lúc này Tiêu Chính Văn đã lên xe quay về Sơn Thành. Sau khi đọc được tin tức trên mạng, anh chỉ khinh thường bật cười, tiện tay để Hoa Tử Tiêu vào trong cối thuốc. Chủ thượng, chuyện này không phải do cậu làm đấy chứ? Độ Thiên Chân Nhân nhìn tin tức trên báo, cười khổ hỏi. Quan trọng lắm sao? Nụ cười của Tiêu Chính Văn chính là câu trả lời. Lần này Tiêu Chính Văn muốn xem thử năm đại danh Sơn còn có thể dở trò gì tiếp theo. Nếu trước đây dạy dỗ Lý Tiểu Phi chỉ là lời cảnh cáo nhỏ thì lần này ra tay với Thiên Lăng Tử chính là lời tuyên chiến chính thức của Tiêu Chính Văn với năm đại danh Sơn. Thật ra khi Tiêu Chính Văn lên núi, đã nghe được mấy lời của ông Lưu. Người của năm đại danh Sơn và Võ Tông có ý định gì, sao có thể giấu được Tiêu Chính Văn? Chương 2406. Dạo gần đây Thiên Lăng Tử nổi như cồn, chứng tỏ năm đại danh Sơn đã có ý đồ dùng Thiên Lăng Tử để xóa sạch thành tích của Tiêu Chính Văn với Hoa Quốc. Hơn nữa nhân cơ hội này làm lung lay vị trí của Thiên Tử. Tiêu Chính Văn đã không còn quan tâm đến vinh nhục cá nhân nữa. Nhưng Tiêu Chính Văn tuyệt đối không cho phép bất kỳ ai động đến quyền uy của Thiên Tử. Muốn phá hỏng dự tính của năm đại danh Sơn thì cách tốt nhất là giáng cho Thiên Lăng Tử một cú trực diện khi khí thế của hắn đang trên đỉnh cao. Quả nhiên chuyện Thiên Lăng Tử bị giết dẫn đến một làn sóng lớn. Trước đây năm đại danh Sơn chuyên mời các phóng viên của nhiều kênh truyền thông đến công khai chuyện này. Không ngờ cuối cùng lại nhấc đá tự đập vào chân mình. Vì số kênh truyền thông đến vì chuyện này quá nhiều. Hơn nữa tất cả mọi người đều đến hiện trường để phát sóng cảnh tượng chân thật nhất đến khán giả cả nước. Còn rất nhiều cư dân mạng nổi tiếng cũng đều tham gia vào đó, muốn phong tỏa tin tức gần như khó như lên trời. Chuyện này cứ như mọc thêm chân, chỉ trong một đêm đã truyền đi khắp cả nước. Hừ, đúng là nực cười, chỉ dựa vào hắn mà cũng xứng so bì với Tiêu Chính Văn à. Còn có tính lĩnh hội cao hơn Tiêu Chính Văn ư, có tư thái của trời hơn Tiêu Chính Văn. Kết quả bị ai giết cũng không biết. Hừ, tôi nghĩ hắn chỉ là một tên hề nhảy nhót. Tên hề nhảy nhót, chú hề cũng sẽ không vô duyên vô cớ mất đầu. Ha ha ha, trên mạng có rất nhiều những lời chế giễu như vậy, người Hằng Sơn thậm chí không dám ra mặt đáp trả.
chỉ thoáng chốc tình thế của năm đại danh sơn bị chèn ép cực độ. Trong một tháng tiếp theo, tất cả mọi người đều đang thảo luận về chuyện này. Chỉ có Tiêu Chính Văn vẫn ung dung, nghiêm túc điều chế thuốc theo ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục. Anh nghĩ Khương Vi Nhan đột phá đến cảnh giới thiên thần quan trọng hơn mấy lời bàn tán trên mạng nhiều. Hơn nữa thời thế đã thay đổi, chỉ có không ngừng nâng cao thực lực mới là chuyện quan trọng. Chỉ tiếc là số lượng hoa tử tiêu có được lần này quá ít, chỉ đủ cho hai người. Nếu nhiều hơn nữa cũng có thể chia cho mấy người Long Nguyệt một ít. Để thực lực những người tài năng của Điện Thần Long cũng tăng lên. Mãi đến khi sơn sốt trên mạng dần dịu xuống, ông Lưu mới tìm đến Lâm Tuyết lần nữa. Tiểu Tuyết, cô còn nhớ những lời tôi nói với cô lần trước không? Ông Lưu nói thẳng vào vấn đề chính. Lâm Tuyết nhớ lại ngày hôm đó mới gật đầu nói, những lời ông nói với tôi về Tiêu Chính Văn khi ở núi Đại Lương à. Ông Lưu khẽ gật đầu nói, đúng thế, là mấy lời đó, cô nghĩ cách đưa tin tức ra ngoài. Cái gì? Chương 2407. Nghe thế Lâm Tuyết khiếp sợ đến mức không nói nên lời. Tiêu Chính Văn là vua Bắc Lương đấy, công trạng của anh được đích thân thiên tử công nhận. Vấn đề là bây giờ trong tay ông Lưu không có chứng cứ, không có nhân chứng có thể chứng minh mọi chuyện mà ông ta nói là sự thật. Nếu truyền nội dung đó ra ngoài, một khi có kiểm chứng những lời ông Lưu nói là giả thì ngay cả Lâm Tuyết cũng bị tru di cửu tộc. Ông Lưu, mặc dù Tiêu Chính Văn ở ẩn, nhưng anh ta vẫn là vua Bắc Lương Hoa Quốc, những lời ông nói hôm đó là đang bôi nhọ vương tước. Chuyện lớn như thế, tôi thật sự, Lâm Tuyết nói đến đây cũng sợ phát khóc. Bất kể Tiêu Chính Văn hay ông Lưu cũng đều là người cô ta không thể đắc tội. So sánh hai người này với nhau, một phóng viên nhỏ như cô ta chỉ như một hạt cát nhỏ bé. Thấy Lâm Tuyết tỏ ra sợ hãi, ông Lưu mỉm cười nói, Tiểu Lâm à, thật ra cô không cần lo. Bây giờ Hoa Quốc đã không còn là Hoa Quốc mấy năm trước nữa, tôi nghĩ chắc cô cũng hiểu, sau lưng tôi là năm đại danh sơn. Có năm đại danh sơn ủng hộ cô còn sợ gì nữa? Dù là giới chính trị Hoa Quốc cũng không dám làm gì chúng ta. Hơn nữa nội dung cuộc nói chuyện hôm đó đều do tôi nói, muốn bắt cũng là bắt tôi, sẽ không bắt cô đâu. Nghe ông ta nói thế, Lâm Tuyết hơi bình tâm lại, nhưng vẫn cảm thấy khó xử nói, nhưng, ông Lưu, đây chỉ là suy đoán của ông, chúng ta không có chứng cứ. Chứng cứ quan trọng sao? Cả Võ Tông đều đồng ý với quan điểm của tôi, đây chính là chứng cứ. Ông Lưu cười khẩy, trong lòng đã có dự tính. Mặc dù Thiên Lăng Tử chết thảm ở núi Đại Lương nhưng chỉ cần hủy hoại thanh danh của Tiêu Chính Văn, thiên tử sẽ mất đi chỗ dựa quan trọng nhất. Lúc này lên âm mưu cướp đoạt vị trí thiên tử, ai có thể ngăn được họ? Lúc này ở thành phố Sơn Thành. Trong một biệt thự xa hoa tọa lạc ở giữa núi, một người đàn ông trung niên mặc đồ vest màu đen đang nói với một người phụ nữ trẻ ngồi đối diện, Tiểu Hân. Mấy ngày trước cậu Trương đã bị cú sốc dọa đến mức sợ hãi. Chúng ta và nhà họ Trương Thiên Sơn đã có quan hệ từ mấy đời, cho dù suy xét ở phương diện nào thì con cũng nên đi thăm nó. Hơn nữa con cũng phải để ý đến thân phận của mình, thân là cô cả nhà họ Trần sao có thể chạy lộ mặt ở cửa hàng đồ ngọc như người bình thường được. Người đàn ông trung niên tên là Trần Thiên Quốc, chính là gia chủ của nhà họ Trần ở Sơn Thành. Có thể nói ba chữ Trần Thiên Quốc tương đương với hoàng đế ở cả Sơn Thành. Nhất là sau khi linh khí khôi phục, sư môn trước kia của Trần Thiên Quốc bây giờ chính là tồn môn lớn nhất Sơn Thành, Thiên Ngưỡng Tông. Hơn nữa hiện giờ nhà họ Trần đang có quan hệ tốt với nhà họ Trương ở Thiên Sơn, rất có khả năng sẽ kết thông ra với nhà họ Trương. Nếu chuyện này mà thành thì nhà họ Trần có thể sẽ bước lên một bậc nữa, ngồi lên vị trí hàng đầu ở tỉnh Xuyên. Mọi chuyện đều yêu cầu cô gái tên Trần Hân trước mặt này phải hy sinh vì gia tộc. Chương 2408. Từ trước đến nay Trần Hân luôn là người ngoan hiền. Nhưng từ khi làm việc cho cửa hàng đồ ngọc dường như Trần Hân đã thay đổi thành một người khác. Mỗi ngày đi sớm về muộn, đôi khi còn ở lại trong cửa hàng đồ ngọc. Điều này khiến Trần Thiên Quốc không thể nhịn được nữa. Tin tức Trương Lăng Phong chịu cú sốc ở núi Đại Lương vào mấy ngày trước đã truyền đến. Trần Thiên Quốc đã không chỉ một lần dặn dò Trần Hân nhất định phải nhanh chóng đến thăm cậu Trương. Nhưng Trần Hân cứ lấy lý do công việc bận rộn không đi thăm Trương Lăng Phong. Bố, con đang làm cho cửa hàng đồ ngọc thì có làm sao?
chẳng phải bố thường nói với con để con học hỏi chút kinh nghiệm sao? Con làm thế có gì sai? Trần Hân không phục nói. Cái gì, có gì sai, đêm không về nhà là chuyện mà một cô gái như con nên làm à? Còn nữa, bố nghe nói ông chủ cửa hàng đồ ngọc đó là một gã chơi bời trác táng trêu hoa ghẹo nguyệt. Đã có vợ rồi mà còn tuyển nhiều cô gái xinh đẹp làm nhân viên phục vụ như thế. Con phải tránh xa loại người này, biết chưa? Trần Thiên Quốc tức giận quát. Bố nói gì cơ? Buổi tối con không về là ở lại tiệm để học cách phân biệt ngọc thật, ngọc giả với chị Vi Nhan, sao bố có thể nói con gái ruột của bố như thế? Trần Hân oan ức đến mức ngân ngấn nước mắt. Dù, Trần Thiên Quốc chưa nói hết câu bỗng vang lên tiếng bước chân. Một ông lão tóc bạc sải bước đi vào phòng khách nói, ông Trần, Hân Hân còn nhỏ, cần gì phải nổi nóng như thế? Tôi nghĩ vấn đề đều xuất phát từ ông chủ họ Tiêu đó. Trần Hân nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy là ông Ninh, cô ta biết rằng tiếp theo đây ông Ninh sẽ nói chuyện thao thao bất tuyệt với bố mình và dạy dỗ mình một hồi trên danh nghĩa là muốn tốt cho mình. Vậy nên cô ta vội vàng nói, bố, bên trong tiệm ngọc vẫn còn rất nhiều công việc chưa làm xong, con đi trước đây. Nói xong, Trần Hân quay đầu đi luôn. Trần Thiên Quốc nhìn theo bóng lưng của cô ta, nặng nề thở dài. Thật ra trong nửa năm trở lại đây, Trần Thiên Quốc vẫn luôn nghĩ cách làm mối cho chuyện của Trần Hân và Trương Lăng Phong. Thế nhưng ông ta cũng đành chịu bó tay, Trần Hân hoàn toàn không có chút cảm tình gì với thiên tài tuyệt thế nhà họ Trương. Dù Trần Thiên Quốc có nói nữa nói mãi thì Trần Hân cũng chẳng hề lay chuyển. Thật ra bản thân nhà họ Trần cũng là một thế gia võ thuật. Bởi vì mấy chục năm trước, võ tông Hoa Quốc bị giới chính trị áp chế nên nhà họ Trần mới từ bỏ võ thuật mà theo nghiệp kinh doanh. Thế nhưng từ lúc linh khí phục hồi, cường giả vùng ngoài lãnh thổ không ngừng trở về. Chương 2409. Thế gian giống như trở về mấy trăm năm trước, thời đại độc tôn võ tông. Bởi thế lúc này Trần Thiên Quốc mới có ý định dựa dẫm lại vào môn phái võ tông. Thế nhưng so với năm đại danh sơn và nhà họ Trương bên ngoài danh sơn thì những môn phái võ tông khác không đáng để nhắc đến. Huống hồ tổ tiên nhà họ Trần còn từng có qua lại với nhà họ Trương, dựa hơi nhà họ Trương chắc chắn là lựa chọn tốt nhất. Chỉ cần Trần Hân gật đầu thì nhà họ Trần sẽ có thể dựa vào thế lực nhà họ Trương mà trỗi dậy thêm lần nữa. Tới lúc đó, nhà họ Trần nhất định sẽ một bước lên mây, không cần phải thoi thóp bám trụ ở nơi hoang vu hẻo lánh sơn thành này làm gì nữa. Ông Đinh, một năm trở lại đây, Hân Hân vẫn luôn làm thêm trong tiệm ngọc này, nhưng theo những gì tôi được biết, hình như con bé hết sức ái mộ ông chủ của tiệm ngọc đó. Vậy phải làm sao đây? Giữa Trần Thiên Quốc và ông Đinh trước giờ vẫn luôn không giấu giếm nhau chuyện gì. Hơn nữa, dù chuyện này không liên quan đến nhà họ Trương thì cũng khiến cho Trần Thiên Quốc cảm thấy rất mất mặt. Dù gì ông chủ của tiệm ngọc đó cũng đã có gia đình, còn có cả hai đứa con một trai một gái. Đường đường là cô chủ nhà họ Trần mà lại chạy tới làm bổ nhí của ông chủ một tiệm ngọc, đồn ra bên ngoài thì nhà họ Trần nhất định sẽ không còn mặt mũi gì nữa. Tôi nghe nói ông chủ của tiệm ngọc đó đã có vợ rồi, con bé Hân Hân này không bị ông chủ đó lừa rồi đấy chứ. Ông Đinh nhíu mày lên tiếng. Dù sao bây giờ cũng có không ít người như vậy đang nhởn như ngoài kia. Rõ ràng đã có vợ con nhưng vẫn lừa gạt một số cô gái ngây thơ chưa trải sự đời, mượn danh nghĩa bản thân chỉ có cái mác vợ chồng với vợ chứ không có tình cảm gì, như thế là có thể chơi đùa mấy cô gái trẻ trong lòng bàn tay. Hừ, lừa cả con gái của Trần Thiên Quốc tôi thấy chắc là ông chủ của tiệm ngọc này không muốn sống nữa rồi. Trần Thiên Quốc đập mạnh tay xuống bàn. Ông Đinh thấy Trần Thiên Quốc đột nhiên nổi giận cũng không khỏi ngơ ngác. Những chuyện như vậy thông thường đều là giấy không gói được lửa. Nhà họ Trần ở Sơn Thành có rất nhiều tai mắt, Trần Thiên Quốc không thể nào tới hôm nay mới biết đến chuyện này được. Mà trước đây không hề thấy Trần Thiên Quốc nổi giận vì chuyện này, tại sao hôm nay lửa giận của ông ta lại lớn vậy chứ? Ông Trần, hôm nay ông bị làm sao thế? Ông Đinh nghi hoặc hỏi. Nghe ông Đinh hỏi vậy. Trần Thiên Quốc khẽ thở dài nói, ôi! Ông Đinh, ông không biết đấy thôi, trước đây tôi vẫn luôn nhắm mắt làm ngơ với chuyện này, đó là bởi vì ông chủ của một tiệm ngọc nhỏ bé sao có thể bước qua cửa nhà họ Trần tôi cơ chứ? Chương 2410. Dù có lan truyền tai tiếng gì thì cũng sẽ không có ai tin, giữa con gái nhà họ Trần chúng tôi và một ông chủ nhỏ bé thì có quan hệ gì mờ ám được cơ chứ?
Nhưng mà khi trước tôi nghe nói ngay cả hai người Lãnh Kế Hồng và Lục Thiên Lăng cũng bắt đầu tỏ ra cung kính với cậu ta, chuyện này không đơn giản như thế đâu. Mặc dù Lãnh Kế Hồng chỉ có một mình, không nương nhờ bất kỳ tông môn nào, thế nhưng trước giờ có ai là không biết ông ta chính là kẻ đứng đầu Giang Trung. Có tông môn nào dám đắc tội với nhà họ Lãnh? Vậy nên tôi hoài nghi có thể là nhà họ Lãnh đang âm thầm quấy rối phía sau, lỡ như nhà họ Lãnh làm hỏng chuyện lớn của nhà họ Trần chúng tôi. Vậy thì, nói tới đây, Trần Thiên Quốc híp mắt lại nhìn về phía ông Ninh. Mặc dù nhà họ Lãnh ở Giang Trung, thế nhưng cả tỉnh Xuyên, có ai dám không nể mặt nhà họ Lãnh vài phần? Vốn dĩ nhà họ Lãnh và nhà họ Trần nước sông không phạm nước giếng. Thế nhưng nếu như nhà họ Trần thật sự xu nịnh được nhà họ Trương, vậy thì địa vị của nhà họ Lãnh ở tỉnh Xuyên rồi sẽ bị nhà họ Trần thế chỗ. Xuất phát từ chính điều này, rất có khả năng Lãnh Kế Hồng sẽ làm ra một số hành động gì đó. Trần Thiên Quốc cũng bởi xuất phát từ suy nghĩ này nên mới đột nhiên coi trọng chuyện này như thế. Ừ, ông Trần nói cũng có lý, nhà họ Trần trỗi dậy chắc chắn sẽ gây tổn hại cho lợi ích của nhà họ Lãnh. Có điều tôi cảm thấy ông chủ của tiệm ngọc đó chẳng qua chỉ là một con cờ trong tay Lãnh Kế Hồng mà thôi. Nếu như ông Trần cảm thấy không thỏa đáng, tôi có thể cùng ông Trần đi dạy dỗ cậu thanh niên đó. Ông Đinh lạnh lùng nói. Theo ông ta thấy, ông chủ của tiệm ngọc kia nhất định đã nhận được lợi ích từ nhà họ Lãnh nên mới hợp tác với người nhà họ Lãnh diễn ra vở kịch này. Chẳng qua chỉ là vì muốn phá hủy liên hôn giữa nhà họ Trần và nhà họ Trương mà thôi. Cũng được, khi trước bên phía nhà họ Trương đã cử người đưa tin tới, cậu chủ nhà họ Trương rất hài lòng với Hân Hân. Hiện giờ mọi chuyện đã chuẩn bị xong cả rồi, chỉ thiếu mỗi gió đông, trong giờ phút mấu chốt này, tuyệt đối không thể để xảy ra bất cứ chuyện gì ngoài ý muốn. Trần Thiên Quốc quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Có điều, Lãnh Kế Hồng trước giờ vẫn là người suy tính chặt chẽ, tuyệt đối sẽ không chọn người linh tinh. Hơn nữa dù có là giả vờ thì Lãnh Kế Hồng cũng sẽ không tùy tiện tỏ ra cung kính với một người không đâu như thế. Chúng ta có cần phải chuẩn bị biện pháp đề phòng hay không? Ông Đinh trầm giọng nói. Trần Thiên Quốc khẽ lắc đầu nói, không cần, trước giờ tôi vẫn luôn âm thầm cử người giám sát tên đó, cho tới giờ ít nhất có thể chứng minh cậu ta không có qua lại gì với năm đại danh sơn. Dù có qua lại với một số tông môn nhỏ thì nhà họ Trần của tôi cũng hoàn toàn không coi ra gì. Huống hồ dù cậu ta có chút quan hệ với một số tông môn, thế nhưng ai dám đắc tội với nhà họ Trương? Hơn nữa Trương Lăng Phong cũng không chỉ là thiên tài của mỗi nhà họ Trương thôi. Theo nguồn tin đáng tin cậy, Trương Lăng Phong là con trai đích tôn của một cao thủ ở cảnh giới bán bộ nhân vương. Vậy nên sau khi Trương Đạo Linh chết nhà họ Trương mới dồn toàn lực bồi dưỡng Trương Lăng Phong như thế. Trong ánh mắt của Trần Thiên Quốc lóe lên hai tia sáng, trầm giọng nói. Cái gì? Chương 2411. Bán bộ nhân vương là sự tồn tại còn đáng sợ hơn cả cảnh giới thiên thần cấp thiên bốn sau đó. Nghe thấy thông tin này, ngay cả sắc mặt của ông Đinh cũng biến đổi. Nếu như Trương Lăng Phong thực sự là hậu nhân của cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương, vậy thì, ông Đinh mới nói được một nửa thì đã bị Trần Thiên Quốc ngắt lời. Ông Đinh, chuyện này tuyệt đối không được rêu rao ra ngoài. Ông Trần, nếu như cậu ta thật sự là con trai đích tôn của bán bộ nhân vương, vậy thì e rằng cả thế giới này cũng chẳng có mấy người có thể so sánh được với cậu ta. Bán bộ nhân vương đó, dù vào hơn 100 năm trước thì đó cũng là cường giả siêu cấp. Thậm chí một bán bộ nhân vương có thể thống trị cả một châu lục luôn rồi. Đều nói nhà họ Trương có nền móng thâm sâu, nhưng thông tin này vẫn khiến cho ông Đinh hết sức kinh ngạc. Không ngờ nhà họ Trương lại có nền móng sâu xa tới thế. Dù sau lưng ông chủ tiệm ngọc nhỏ bé kia có chỗ dựa như thế nào, so với cường giả ở cảnh giới bán bộ nhân vương thì đều chỉ như con kiến không đáng nhắc đến mà thôi. Vậy nên dù thế nào thì cũng không được để cho Lãnh Kế Hồng đạt được ý đồ. Càng không thể để cho ông chủ của cái tiệm ngọc nhỏ bé kia hủy hoại danh tiết của Hân Hân. Trần Thiên Quốc cao ngạo lên tiếng, sải bước đi ra ngoài. Ông Đinh đi theo sau lưng Trần Thiên Quốc không chút do dự, hai người cùng tiến về phía tiệm ngọc. Lúc này, Tiêu Chính Văn vừa mới điều chế xong phá cảnh đan. Lúc anh đang định giao cho Khương Vi Nhan và Độ Thiên Chân Nhân thì có một nhân viên chạy nhanh vào bên trong. Anh Tiêu, có hai người đàn ông tới tìm anh. Tìm tôi, Tiêu Chính Văn hơi nhíu mày. Chuyện làm ăn của tiệm ngọc vẫn luôn do một mình Khương Vi Nhan quản lý, Tiêu Chính Văn gần như chưa từng hỏi tới bao giờ.
Dù có khách tới nhà thì cũng chỉ để gặp Khương Vi Nhan mà thôi, hôm nay sao lại có người tìm anh vậy chứ? Không sai, đối phương chỉ đích danh muốn gặp anh. Nhân viên đó gật đầu đáp lời. Lúc này, Trần Thiên Quốc đang ngồi thưởng trà bên trong phòng khách cùng với ông Đinh, ngẩng đầu liếc nhìn một vòng cách bài trí bên trong tiệm ngọc. Trần Thiên Quốc khinh thường cười nói, ông Đinh, xem ra người này cũng chẳng có bối cảnh gì quá to tát. Chương 2412. Trong tiệm ngọc chỉ bài trí một số món đồ ngọc tương đối bình thường, ngay cả những món mỹ ngọc cực phẩm cũng rất ít. Ai có lai lịch lớn mà lại sống nhờ vào cái cửa tiệm nhỏ như vậy cơ chứ? Vừa nhìn đã biết ông chủ của cửa tiệm nhỏ này chính là một kẻ dưới đáy cùng khổ cực kiếm lấy đồng tiền. Dù gì từ lúc linh khí khôi phục tới nay, hễ là người có chút lai lịch đều sẽ lựa chọn dựa hơi tông môn lớn, có người còn trở thành đệ tử ngoại vi của năm đại danh sơn. Dù là làm kinh doanh thì cũng đều cực kỳ phát triển, không hề giống như trước khi linh khí được phục hồi. Bây giờ vẫn còn tồn tại một cửa tiệm nhỏ không có ai biết tới, chỉ có thể nói lên rằng ông chủ của cửa tiệm này không có chỗ dựa. Chẳng bao lâu sau, Tiêu Chính Văn đã từ sân sau đi tới phòng khách phía trước. Thấy Tiêu Chính Văn ăn mặc giản dị, Trần Thiên Quốc nhíu chặt chân mày. Chỉ nhìn vào cách ăn mặc của Tiêu Chính Văn, ấn tượng của Trần Thiên Quốc về anh đã tụt xuống tận mấy bậc. Ôi, nhìn cậu ta thật sự quá bình thường, rõ ràng chỉ là một kẻ tầm thường. Bây giờ ngay cả người ở cảnh giới binh vương cũng hiện diện khắp nơi, cậu ta thật đúng là của hiếm mà. Trần Thiên Quốc thở dài một hơi, nói với ông Đinh. Ông Đinh cũng nở một nụ cười khinh thường. Mặc dù từ lúc linh khí khôi phục tới nay, các nước trên thế giới vẫn có rất nhiều người bình thường. Thế nhưng chỉ có Hoa Quốc là khác biệt. Bởi vì Hoa Quốc là nơi khởi nguồn của vận khí, vậy nên cả lãnh thổ Hoa Quốc đều sẽ phát sinh biến hóa cực lớn. Dù là một người dân bình thường thì chỉ cần cơ thể tráng kiện một chút cũng đều có thể dễ dàng đột phá lên cảnh giới binh vương. Cũng có thể nói, tùy tiện bắt lấy một người thanh niên trên đường phố Hoa Quốc, bất luận cậu ta đã gia nhập võ tông hay chưa, ít nhất đều có thực lực ở cảnh giới binh vương. Kết quả Tiêu Chính Văn thì hay rồi, hoàn toàn chỉ là một người bình thường mà thôi. Mà một nữ nhân viên phục vụ trẻ tuổi bên cạnh lại cẩn thận liếc nhìn về phía Trần Thiên Quốc. Từ lúc Trần Thiên Quốc vừa bước vào cửa tới giờ, cô ta đã cảm thấy mục đích tới đây của hai vị khách này không tốt đẹp gì. Chỉ cần hai người này dám gây bất lợi cho Tiêu Chính Văn, cô ta nhất định sẽ không màng tới an nguy của bản thân, xông vào báo tin cho phu nhân và Độ Thiên Chân Nhân biết luôn. Dù gì kể từ sau khi đến tiệm ngọc này làm việc, thông qua tiếp xúc giữa mình và Tiêu Chính Văn thì cô ta càng cảm thấy Tiêu Chính Văn không chỉ bình dị dễ gần mà còn thẳng thắn vô tư. Tuyệt đối không giống với những ông chủ khác, cả ngày chỉ háo sắc nhìn chăm chăm vào mấy nữ nhân viên phục vụ trong tiệm và ôm ý đồ không tốt. Trong mắt cô ta, Tiêu Chính Văn giống như người anh trai của mình. Cậu chính là ông chủ của tiệm ngọc à? Trần Thiên Quốc nhướng mắt, quan sát Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt không hề tốt đẹp rồi hỏi. Chương 2413. Là tôi, Tiêu Chính Văn thẳng thừng đáp lời. Ngồi đi, Trần Thiên Quốc làm động tác tay tỏ ý mời. Dù gì địa vị của Trần Thiên Quốc ở Sơn Thành cũng có thể khiến cho bất cứ ai nghe mà chấn động, vậy nên khí thế khắp người Trần Thiên Quốc cũng cực kỳ mạnh mẽ, trong ánh mắt còn lóe lên uy áp vô hình. Ngay cả mấy nhân viên trong tiệm cũng cảm nhận được cảm giác áp bức khiến người ta khó mà chịu đựng nổi. Nếu đổi lại là người khác, đừng nói là ngồi, chỉ đứng trước mặt ông ta thôi cũng sẽ run lên cầm cập. Chỉ là Tiêu Chính Văn lại giống như chẳng quan tâm. Sải bước đi tới phía đối diện sofa rồi ngồi xuống, ánh mắt bình thản nhìn về phía Trần Thiên Quốc. Ở trước mặt tôi mà cậu vẫn có thể trấn tĩnh bình thản như vậy, xem ra quả thực cậu cũng có những điểm hơn người. Trần Thiên Quốc híp mắt đánh giá Tiêu Chính Văn, rồi khen anh một câu. Tiêu Chính Văn cười thầm trong lòng nhưng không đáp lại. Tôi đoán chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi nhỉ, tôi tên là Trần Thiên Quốc. Trần Thiên Quốc nhìn về phía Tiêu Chính Văn bằng vẻ mặt cao ngạo. Cả Sơn Thành này, có mấy người là không biết tới đại danh của Trần Thiên Quốc ông ta. Trong lòng đang toan tính sau khi Tiêu Chính Văn nghe thấy tên của mình nhất định sẽ tỏ ra vâng vâng dạ dạ, thậm chí còn đứng dậy nịnh nọt. Tới lúc đó, bản thân lại bắt đầu hỏi tội cậu ta, dùng đạo lý nói cho cậu ta hiểu, bảo cậu ta tránh xa con gái mình một chút, Tiêu Chính Văn nhất định sẽ nghe theo. Xin lỗi, thật sự chưa nghe tới bao giờ. Tiêu Chính Văn khẽ cười nói.
Tiêu Chính Văn không phải đang cố tình làm bẽ mặt ông ta mà là quả thực anh chưa từng nghe qua cái tên Trần Thiên Quốc. Dù gì người có thể lọt vào trong tai của Tiêu Chính Văn, kém nhất cũng là mấy viện trưởng các viện của năm đại danh sơn. Ngoài ra, ngay cả hứng thú nghe Tiêu Chính Văn cũng chẳng có nốt. Dù là một số nhân vật lớn trên quốc tế, ở trước mặt Tiêu Chính Văn, có ai là không tỏ ra cung kính. Ngay cả tên của nguyên thủ một số quốc gia thì cũng chưa chắc Tiêu Chính Văn đã có thể nói ra được. Dẫu sao trên thế giới cũng có tới hơn 100 quốc gia, Tiêu Chính Văn làm gì có thời gian để ghi nhớ hết tên của bọn họ. Lên tới cảnh giới như Tiêu Chính Văn bây giờ thì đã xem nhẹ tất cả mọi thứ trên thế gian này từ lâu, thân phận địa vị gì cũng chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi. Cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không hả? Ông Đinh ngồi cạnh lập tức nổi điên, đập mạnh lên bàn, lạnh lùng quát tháo. Trần Thiên Quốc là nhân vật lớn rất có quyền thế của Sơn Thành đó, Tiêu Chính Văn lại dám nói bản thân chưa từng nghe nói tới bao giờ. Chương 2414. Đây không phải đang muốn làm nhục mặt Trần Thiên Quốc hay sao? Chỉ là không để cho ông Đinh tiếp tục nổi điên, Trần Thiên Quốc bên cạnh đã xua tay ngắt lời ông ta. Chàng trai trẻ, năm xưa tôi cũng ngông cuồng y như vậy, thế nhưng lại không thể coi trời bằng vung. Trần Thiên Quốc lạnh lùng giáo huấn với dáng vẻ của một bậc bề trên. Mấy người có chuyện gì sao? Tiêu Chính Văn chẳng thèm bận tâm tới Trần Thiên Quốc mà hỏi thẳng. Thấy Tiêu Chính Văn nói toạc móng heo, Trần Thiên Quốc không khỏi thầm tán thưởng trong lòng. Mặc dù Tiêu Chính Văn hơi ngông cuồng, thế nhưng Trần Thiên Quốc lại có chút thiện cảm với Tiêu Chính Văn. Vậy thì tôi cũng nói thẳng luôn nhé, ban đầu tôi cảm thấy cậu nhiều nhất chỉ là một ông chủ nhỏ bé, thế nhưng biểu hiện ban nãy của cậu lại khiến tôi rất bất ngờ. Có điều tôi không cần biết nhà họ Lãnh cho cậu lợi ích gì, nhưng chỉ dựa vào cậu thì đừng mơ làm hỏng chuyện tốt của nhà họ Trần chúng tôi. Con gái tôi cũng tuyệt đối không phải là người mà cậu có thể mơ tưởng đến. Để cho hai bên chúng ta đều không phải lật mặt với nhau, tôi có thể cho cậu một đường lui, lập tức rời khỏi Sơn Thành, càng xa càng tốt, vĩnh viễn không được để con gái tôi gặp lại cậu nữa. Trần Thiên Quốc lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, ánh mắt đó cứ như đang nhìn một người chết. Sau đó ông ta lại lên tiếng, hơn nữa, tôi cũng không ngại nói cho cậu biết. Dù có 10 nhà họ Lãnh thì cũng không xứng giở trò với nhà họ Trương ở Thiên Sơn đâu. Ngoài ra, tôi có thể nói thẳng cho cậu biết luôn, chỉ cần một câu nói của tôi thì cả tiệm ngọc này của cậu sẽ phải đóng cửa. Nghe thấy lời này, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, sau đó đứng dậy nói, nếu như ông tới để nói với tôi những chuyện này thì xin lỗi, trước giờ tôi không có thói quen làm theo ý nguyện của người khác. Ngoài ra, tôi không tính toán với ông chuyện ngày hôm nay, ông có thể đi được rồi. Nếu như ông vẫn còn thấy không cam tâm thì có thể thử. Chỉ là kết quả chưa chắc ông đã có thể chịu đựng nổi đâu. Nói xong, không đợi Trần Thiên Quốc lên tiếng, Tiêu Chính Văn quay người đi về phía sân sau, chỉ để lại cho Trần Thiên Quốc một bóng lưng. Nhìn theo bóng lưng của Tiêu Chính Văn, ngay cả Trần Thiên Quốc cũng thấy hơi phẫn nộ. Thật ra ban nãy ông ta đã để đường lui cho đối phương, thế nhưng đối phương không những không cảm kích mà ngược lại còn thẳng thừng làm bẽ mặt ông ta. Cả Sơn Thành này, ai dám đối xử với ông ta như vậy? Rắc, Trần Thiên Quốc bóp nát vụn vòng ngọc trong tay, trong mắt bừng bừng sát khí. Nghe thấy tiếng vang này, Tiêu Chính Văn đã nước tới cửa quay đầu liếc nhìn, lạnh lùng nói cái vòng ngọc đó 80.000 tệ, lát nữa đừng quên thanh toán. Nói xong, Tiêu Chính Văn trở về sân sau. Với Tiêu Chính Văn, loại người tự cho mình là đúng như Trần Thiên Quốc nhiều vô số kể, căn bản không cần phải chấp nhặt với ông ta làm gì. Chương 2415. Hơn nữa, Trần Hân quả thực cũng là nhân viên cần cù chăm chỉ nhất trong tiệm mình. Thường ngày còn giúp Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan chăm sóc hai đứa nhỏ, ấn tượng trong lòng Tiêu Chính Văn về cô ta cũng coi như không tệ. Nếu không hôm nay Trần Thiên Quốc đừng hòng có thể trở về toàn thây. Ông Trần, thằng danh này quá ngông cuồng, có cần tôi dạy cho cậu ta một bài học nhớ đời luôn không? Ông Đinh đã không thể nhẫn nhịn được nữa. Hai mắt ngập tràn sát khí, thấp giọng nói. Sắc mặt Trần Thiên Quốc vô cùng khó coi lắc đầu, khoát tay ngăn ông Đinh lại. Ông ta có cách khiến Tiêu Chính Văn chịu thua, sử dụng võ thuật không phải là cách thông minh nhất. Hơn nữa làm thế sẽ khiến Trần Hân càng phản ứng ngược. Trần Thiên Quốc và ông Đinh vừa đứng lên đi ra ngoài thì nhân viên nữ ở bên cạnh nãy giờ cứ nhìn họ cô gái tên là Chu Lâm Lâm bước đến nói,
hai vị xin dừng bước, chiếc vòng ngọc này 80.000 tệ. Cô ta vừa nói vừa chỉ vào vòng ngọc Trần Thiên Quốc siết chặt đến nỗi vỡ. Ông Đinh lạnh lùng nhìn Chu Lâm Lâm, nghiến răng nghiến lợi. Trần Thiên Quốc ở bên cạnh cười khẩy, lấy một tờ chi phiếu ra ném lên bàn trà. Nhìn hai người hung hăng rời đi, Chu Lâm Lâm mím môi mỉm cười, đi đến sân sau nói với Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, ông chủ Tiêu, chị Vi Nhan, họ đã đưa tiền rồi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu nói, được. Chu Lâm Lâm do dự một lát vẫn bước lên nói, ông chủ Tiêu, người nhà họ Trần vẫn sẽ đến gây rắc rối nữa, nếu có gì cần giúp có thể nói với tôi, nhà họ Chu cũng có vài người bạn trong võ tông. Cô ta siết chặt nắm đấm nghiêm túc nhìn Tiêu Chính Văn. Thấy thế, Khương Vi Nhan bỗng chốc bị chọc cười. Cô kéo Chu Lâm Lâm sang một bên ẩn ý nói, Lâm Lâm, chị Vi Nhan đã nhận tâm ý của em, nhưng em không cần phải xảy ra mâu thuẫn với đám người này. Họ không dễ chọc vào đâu. Còn nữa chị không mong các em xảy ra bất kỳ chuyện gì trong khi làm việc. Nếu có người đến gây chuyện, các em lập tức báo với chị, rõ chưa? Thật ra khoảng thời gian này, Khương Vi Nhan, Trần Hân và Chu Lâm Lâm đều xem nhau như chị em. Trong mắt Khương Vi Nhan, hai người họ chẳng khác nào em ruột của mình. Cô càng không mong hai người có chuyện gì xảy ra. Chu Lâm Lâm gật đầu. Nhưng ánh mắt cô ta vẫn hiện lên vẻ kiên định. Thấy Chu Lâm Lâm rời đi, Tiêu Chính Văn mới tiện tay đưa hai viên thuốc đột phá cảnh giới đã điều chế xong cho Khương Vi Nhan, dịu dàng nói, em và Độ Thiên Chân Nhân mỗi người một viên thuốc này, có thể giúp các em nâng cao cảnh giới. Khương Vi Nhan nhận lấy hai viên thuốc, vui vẻ nói, chồng ơi, ý anh là em uống thuốc đột phá cảnh giới này thì có thể đột phá bây giờ sao? Thật ra Khương Vi Nhan đã đạt đến cảnh giới Thiên Vương Long cấp 5 sao, nhưng ngay cả bản thân cô cũng không rõ tại sao cứ mãi không thể đột phá cảnh giới Thiên Thần. Chương 2416. Mặc dù bây giờ cô và Tiêu Chính Văn ẩn giấu danh tính mở cửa hàng ngọc nhỏ này, gần như rất ít tiếp xúc với thế giới bên ngoài, nhất là người của võ tông. Nhưng cô vẫn mong thực lực của mình có thể cao hơn một bậc. Ít nhất mình lớn mạnh rồi. Ngộ nhớ xuất hiện tình huống cấp bách gì cũng có thể chia sẻ khó khăn ưu phiền với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, hẳn là không có vấn đề gì, anh tìm được cách điều chế trong một cuốn sách cổ, cực kỳ đáng tin cậy. Nghe Tiêu Chính Văn khẳng định thế, Khương Vi Nhan cẩn thận cất hai viên thuốc vào. Ngay lúc này chuông điện thoại Tiêu Chính Văn bỗng vang lên. Cúi đầu nhìn, là Trần Hân gọi đến. Tất nhiên Trần Hân vẫn không biết Trần Thiên Quốc và ông Đinh đến tìm Tiêu Chính Văn. Ông chủ, ngày mai là sinh nhật tôi định tụ họp với bạn bè, không biết anh và chị Vi Nhan có thể đến tham gia không? Trần Hân ở đầu bên kia điện thoại cười hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, đương nhiên là được, ngày mai tôi và Vi Nhan chắc chắn sẽ đến đúng giờ. Cảm ơn ông chủ và chị Vi Nhan đã đồng ý đến. Dứt lời, Trần Hân bén cúp máy. Khương Vi Nhan thấy Tiêu Chính Văn cúp máy mới nhíu mày nói, chồng ơi, ngày mai có lẽ em không thể tham gia tiệc sinh nhật của Hân Hân được rồi, hôm qua đã hẹn với một người của công ty cung cấp đồ ngọc, ngày mai đi nghiệm thu hàng hóa. Tiêu Chính Văn sửng sốt gật đầu nói, vậy được, lát nữa em tìm vài món đồ tốt, ngày mai anh mang đến đó thay em xem như là quà sinh nhật cho Hân Hân. Mặc dù vừa rồi đã xảy ra chút chuyện không vui với Trần Thiên Quốc, nhưng Trần Hân khác Trần Thiên Quốc. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn sẽ không chút giận lên cô ta. Cùng lúc đó, sau khi cúp điện thoại, Trần Hân xoay người nhìn một người phụ nữ xinh đẹp bên cạnh nói, Tiểu Thanh, nghe nói khoảng thời gian trước cậu cũng đến núi Đại Lương à? Thế nào, có vui không? Từ Thanh Thanh nhíu mày nhìn Trần Hân nói, vui. Núi Đại Lương đã xảy ra chuyện lớn rồi, còn nữa, lần này cậu chủ trương đã hoảng sợ không nhẹ đâu, cậu cũng không biết quan tâm người ta một chút. Đã nhiều ngày thế rồi, sao vẫn không đến thăm người ta thế? Nghe nói thế, Trần Hân hừ một tiếng nói, hừ. Mình mà thèm đi à? Hơn nữa là do bố mình ép buộc bảo mình gả cho hắn, nếu để mình chọn thì mình thà chọn người bình thường như anh Tiêu. Nghe cô ta nói vậy, Từ Thanh Thanh không khỏi há hốc miệng, ngạc nhiên nhìn Trần Hân nói, Hân Hân, tin đồn lan truyền bên ngoài không phải thật chứ? Cậu thật sự thích ông chủ cửa hàng đồ ngọc của các cậu rồi à? Anh ta có vợ con rồi đấy. Nghe vậy Trần Hân đỏ mặt nói, Thanh Thanh, cậu nói gì thế, mình và chị Vi Nhan là chị em tốt. Thấy Trần Hân có vẻ hơi tức giận,
Từ Thanh Thanh cũng không nói đến chuyện này nữa mà chuyển đề tài, được rồi, mình tin cậu chẳng phải được rồi sao? À phải rồi, hôm qua Lý Tiểu Phi gọi cho mình bảo cậu ấy cũng muốn đến tham gia tiệc sinh nhật của cậu. Được chứ, dù sao sau khi tốt nghiệp, mọi người cũng chưa có cơ hội họp mặt, nếu không phải là sinh nhật mình thì đâu thể mời được những người bận rộn như các cậu. Mình nghe nói bây giờ nhà họ Lý cũng có danh tiếng, xem như là nhà giàu một phương ở tỉnh Xuyên. Chương 2417. Lý Tiểu Phi và Từ Thanh Thanh là bạn học cùng lớp với Trần Hân. Sau khi tốt nghiệp, Trần Hân đi làm ở cửa hàng đồ ngọc của Tiêu Chính Văn, còn Từ Thanh Thanh và Lý Tiểu Phi lại lăn lộn đến mức nổi danh. So sánh một chút, Trần Hân là một trong những người khiêm túc nhất trong lớp. Phải rồi, lúc nãy cậu gọi cho ai thế? Không phải là Bạch Mã Vương tử của cậu đó chứ? Từ Thanh Thanh bỗng trêu chọc nói. Mau nói đi, anh ta có lai lịch thế nào, là đệ tử tông môn nào? Dù sao Từ Thanh Thanh cũng nghĩ với danh tiếng và lai lịch của nhà họ Trần thì tuyệt đối không thể thật lòng thích người bình thường như Tiêu Chính Văn. Dù có gả cũng phải gả cho đệ tử chân truyền võ tông có uy phong lẫm liệt, tư thái hơn người. Gì chứ, vừa rồi mình gọi cho ông chủ cửa hàng đồ ngọc, anh Tiêu. Hơn nữa lai lịch của ai có thể qua được vị kia nhà cậu chứ? Trần Hân liếc nhìn Từ Thanh Thanh, giận dỗi nói. Mời anh ta tham gia tiệc sinh nhật của cậu. Cậu điên rồi sao, bố cậu có thể đồng ý sao? Đến lúc đó, tìm người đánh gãy chân anh ta, cậu không đau lòng à? Từ Thanh Thanh lướt nhìn Trần Hân. Người bình thường như Tiêu Chính Văn dám chạy đến tham gia tiệc sinh nhật Trần Hân đúng là chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Mặc dù Trần Thiên Quốc không nói ra nhưng trong lòng e là đã hận Tiêu Chính Văn đến tận xương tủy. Chỉ là vì cách biệt thân phận và địa vị nên không ra tay gì với Tiêu Chính Văn. Nếu gặp Tiêu Chính Văn trong tiệc sinh nhật của Trần Hân, rất có thể Trần Thiên Quốc sẽ gây bất lợi cho Tiêu Chính Văn. Hừ, đừng nhắc đến bố mình nữa. Mình không muốn đến ông ấy đến tiệc sinh nhật ngày mai. Trần Hân vẫn còn đang giận Trần Thiên Quốc. Hân Hân, thật ra chú Trần cũng muốn tốt cho cậu. Cậu cũng không nghĩ thử xem nhà họ Trương ở Thiên Sơn có lai lịch thế nào. Nghe nói nhà họ Trương ở Thiên Sơn có một người đã đạt tới cảnh giới bán bộ nhân vương rồi đấy. Có thể gả cho cậu Trương là giấc mơ khó cầu với biết bao nhiêu người. Hơn nữa với thân phận của cậu tìm một người bình thường không thực tế, đừng nói đến những chuyện khác, chỉ riêng thử thách của chú Trần thôi đã không qua nổi rồi. Từ Thanh Thanh nghiêm túc nói. Trần Hân quay đầu lại nhìn Từ Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, thật ra trực giác nói cho mình biết chị Vi Nhan và anh Tiêu tuyệt đối không đơn giản. Có vài việc chỉ có thể hiểu ngầm không thể nói ra. Hai, có nói cậu cũng không hiểu. Nói đến đây Trần Hân bất lực lắc đầu. Thật ra cô ta cũng chỉ đối đãi với Tiêu Chính Văn như một người anh trai. Hơn nữa Khương Vi Nhan quan tâm đến cô ta rất nhiều, sao cô ta có thể đi cướp chồng của chị Vi Nhan chứ? Chương 2418. Không tầm thường, thế mình muốn xem chị Vi Nhan và anh Tiêu gì đó mà cậu nói có gì hơn người. Từ Thanh Thanh khinh thường cười khẩy nói. Thật ra bất kể là Trần Hân nói thật hay không, Từ Thanh Thanh đều nghĩ cách để chứng minh cho cô ta rằng Tiêu Chính Văn không xuất sắc như cô ta nghĩ. Cô ta cho rằng sở dĩ Trần Hân xa cách với Trương Lăng Phong hoàn toàn là vì mối quan hệ của Tiêu Chính Văn. Dù sao có thể gả vào nhà họ Trương ở Thiên Sơn mới là cơ hội thay đổi cuộc đời duy nhất của Trần Hân. Cô ta không thể trơ mắt nhìn bản thân của mình bỏ lỡ cơ hội lớn lần này. Hai người lại nói thêm vài câu, Từ Thanh Thanh mượn cớ đi vào hành lang gọi cho Lý Tiểu Phi. Lúc này đầu Lý Tiểu Phi còn quấn băng, mặc dù cái tát của Tiêu Chính Văn không lấy mạng hắn nhưng cũng khiến hắn bị chấn động não nghiêm trọng. Đến giờ thỉnh thoảng còn nói vài câu vớ vẩn. Gì cơ, cậu nói Trần Hân thích ông chủ một cửa hàng đồ ngọc hả? Không thể nào, cậu ấy là hoa khôi lớp chúng ta. Lý Tiểu Phi nghe Từ Thanh Thanh nói xong, vẻ mặt trở nên nghiêm trọng. Hai, ai nói không phải đâu. Theo mình biết thì ông chủ cửa hàng đồ ngọc còn là người đã có gia đình. Ngay cả mình cũng không nỡ nhìn, cậu chủ Trương trước giờ vẫn luôn trung tình. Nếu bỏ lỡ cơ hội này thì cả đời này của cậu ấy sẽ bị hủy hoại. Từ Thanh Thanh cũng lo lắng nói. Hừ, một ông chủ cửa hàng đồ ngọc cũng dám có ý gì với hoa khôi lớp chúng ta à? Mình thấy anh ta chán sống rồi. Lý Tiểu Phi hừ một tiếng, nói. Tiểu Phi,
nếu cậu có thể dạy dỗ anh ta một trận thì tốt quá. Mình nghĩ chú Trần không tiện thô bạo ra tay với người như vậy nên Hân Hân mới nghĩ anh ta khác mọi người. Thật ra nói đi cũng phải nói lại, anh ta không phải là loại người ở tầng thấp của xã hội sao? Từ Thanh Thanh cực kỳ không cam lòng nói. Ừ, Thanh Thanh, mình hiểu ý của cậu rồi, dù sao mình cũng phải tham gia tiệc sinh nhật của Hân Hân, đến lúc đó mình dạy dỗ anh ta một chút là được. Lý Tiểu Phi tỏ vẻ tức giận. Với thực lực của nhà họ Lý thì đừng nói là một ông chủ cửa hàng đồ ngọc. Dù là cả tỉnh Xuyên cũng không có mấy ai có thể so sánh với nhà họ Lý. À phải rồi, cậu còn nhớ Hứa Văn Văn không? Đến lúc đó cậu ấy cũng sẽ tham gia tiệc sinh nhật của Hân Hân. Từ Thanh Thanh lại nói. Nghe đến cái tên này, Lý Tiểu Phi không khỏi ngạc nhiên. Hứa Văn Văn cũng đến tham gia à? Lý Tiểu Phi hơi ngạc nhiên hỏi. Hứa Văn Văn này là hoa khôi trường của họ, hơn nữa lúc chưa tốt nghiệp đã là hot girl mạng nổi tiếng. Chương 2419. Bây giờ càng là một trong các streamer nổi tiếng trong nước, so về độ nổi tiếng thì không thua gì một nghệ sĩ hạng A. Thậm chí trên mạng có không ít người xem cô ta là nữ thần quốc dân, ngay cả những người cực kỳ nổi cũng cảm thấy tự hào khi chung sân khấu với Hứa Văn Văn. Nghĩ đến lúc đầu khi còn đi học, Lý Tiểu Phi cũng là một trong những người theo đuổi trung thành của Hứa Văn Văn. Chỉ là lúc đó nhà họ Lý vẫn chưa có tiếng tăm gì, Lý Tiểu Phi không có can đảm tiếp cận Hứa Văn Văn. Mãi đến sau này, nhà họ Lý dựa vào chỗ chống lưng là Thiên Sơn, một bước thăng tiến, Lý Tiểu Phi cũng từng gọi cho Hứa Văn Văn vài cuộc điện thoại. Nhưng sau khi giới thiệu các kiểu, đối phương cúp máy. Đến giờ Hứa Văn Văn vẫn là nữ thần thuần khiết trong lòng Lý Tiểu Phi. Đúng thế, đến lúc đó cậu phải thể hiện tốt một chút, không chừng nữ thần của cậu sẽ say mê trước dáng vẻ đẹp trai ngầu lòi của cậu. Nói xong, Từ Thanh Thanh cúp máy. Sáng hôm sau, Trần Hân bảo người đến đưa thiệp mời cho Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn. Bên này vừa nhận được thiệp mời, Trần Hân cũng đồng thời gọi đến. Ông chủ, lát nữa anh và chị Vi Nhan nhất định phải đến sớm một chút, tôi tiện thể giới thiệu vài người bạn cho anh và chị Vi Nhan làm quen. Trần Hân nói trong điện thoại. Dù sao hôm nay đến tham gia tiệc sinh nhật của cô ta đều không phải là người tầm thường, Trần Hân cũng muốn nhân cơ hội này đề cử mấy người này cho Tiêu Chính Văn. Hân Hân, hôm nay chị Vi Nhan của cô phải đi nghiệm thu hàng hóa nên lát nữa có thể không qua đây được, nhưng tôi nhất định sẽ đến. Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Nghe nói Khương Vi Nhan không thể đến tham gia tiệc sinh nhật của mình, Trần Hân ít nhiều gì cũng cảm thấy hơi hụt hẫng. Nhưng sau đó lại mỉm cười nói, chị Vi Nhan là người bận rộn, tôi có thể hiểu, vậy lát nữa ông chủ đến sớm một chút, đến rồi thì gọi cho tôi để tôi ra đón anh. Nói xong, Trần Hân cúp máy. Thật ra theo ý định ban đầu của Trần Hân là chọn bừa một khách sạn nhỏ rồi đặt vài bàn là được. Nhưng Từ Thanh Thanh lại nói gì cũng không chịu, cuối cùng vẫn giúp Trần Hân đặt khách sạn tốt nhất ở Sơn Thành. Hơn nữa còn bao chọn cả sảnh tiệc ở tầng 5. Tiêu Chính Văn vừa bước đến cổng, Trần Hân đã đích thân đến tận cửa đón. Nhưng lúc này Lý Tiểu Phi và Từ Thanh Thanh đã ngồi sẵn trong sảnh tiệc. Một ông chủ cửa hàng đồ ngọc nhỏ còn thật sự xem mình là quan trọng. Dám để Hân Hân của chúng ta đích thân đi đón anh ta. Lý Tiểu Phi nhìn bóng lưng Trần Hân, lạnh lùng nói. Chương 2420. Mấy người bên cạnh cũng đều cười khẩy. Lát nữa các cậu đừng ai nói gì. Hôm nay ông đây phải ra oai với anh ta. Lý Tiểu Phi đứng dậy tiện tay cầm lấy một chai rượu vang, lạnh lùng nhìn về phía cánh cửa lớn. Không lâu sau chỉ thấy Tiêu Chính Văn và Trần Hân bước vào. Nhìn thấy cánh cửa phòng tiệc mở ra, Từ Thanh Thanh cũng cười khẩy. Lý Tiểu Phi đập chai rượu sang, bất kể là có đập chúng hay không cũng có thể nói là đùa giỡn. Đến lúc đó dù Trần Hân muốn nói giúp ông chủ này cũng không thể nói được gì. Vừa bước vào cửa đã bị người ta đập chai rượu vào người, ông chủ đó còn mặt mũi ở lại đây sao? Còn đánh trả thì dù cho đối phương 10 lá gan cũng chưa chắc dám nói nửa chữ không không với Lý Tiểu Phi. Dù sao thân phận của những người như họ cũng ở đó, dù là vài ông lớn ở Sơn Thành cũng chỉ có thể câm nín. Nhưng cánh cửa phòng VIP mở ra, khoảnh khắc Tiêu Chính Văn sải bước đi vào sảnh tiệc, Từ Thanh Thanh và Lý Tiểu Phi bỗng sừng sốt. Nhất là Lý Tiểu Phi. Sắc mặt bỗng chốc khó coi đến cực điểm.
cho dù thế nào hắn cũng không ngờ lại gặp Tiêu Chính Văn ở đây. Cái tát trước đó đã khiến Lý Tiểu Phi còn nhớ mãi đến bây giờ, hắn đâu còn dám ném chai rượu vào đầu Tiêu Chính Văn. Sửng sốt một chốc, Lý Tiểu Phi vội buông rượu vang trong tay xuống, hai mắt tràn đầy sự tức giận nhìn Tiêu Chính Văn. Cũng may hôm nay đã có chuẩn bị, trước khi đi đã gọi trợ thủ, nếu không hôm nay lại phải ăn đấm. Dù như thế, Lý Tiểu Phi cũng không đánh nhau với Tiêu Chính Văn lần thứ hai. Giới thiệu với mọi người, vị này là anh Tiêu mà tôi từng nhắc đến với mọi người. Còn chị Vi Nhan thì hôm nay tạm có việc nên không thể đến, nếu không nhất định sẽ để mọi người biết thế nào mới là gái xinh chính hiệu. Trần Hân chỉ vào Tiêu Chính Văn mỉm cười nói với mọi người. Thấy mấy người Lý Tiểu Phi ngơ ngác đứng đó, Trần Hân sửng sốt, sau đó lại xoay người nói với Tiêu Chính Văn, ông chủ, mấy người này đều là bạn học lớp đại học với tôi. Lý Tiểu Phi chỉ là gật đầu tượng trưng với Tiêu Chính Văn rồi ngồi xuống. Sắc mặt Từ Thanh Thanh cũng khó coi đến cực điểm. Lần ở núi Đại Lương trước đó, cô ta cũng có mặt, hơn nữa còn bị Tiêu Chính Văn tát một cái. Cho đến giờ nhìn thấy gương mặt của Tiêu Chính Văn, mặt cô ta vẫn cảm thấy đau rát. Tiêu Chính Văn không để ý đến họ, chỉ tìm một vị trí rồi ngồi xuống. Trần Hân đi đến trước mặt Từ Thanh Thanh nói, Thanh Thanh, thế nào, có phải anh Tiêu rất có phong thái không? Hừ, đúng thế, Từ Thanh Thanh cười khẩy, lạnh lùng đáp một câu. Hân Hân nói đúng, anh Tiêu này quả thật có phong thái cực đỉnh, không biết anh Tiêu xuất thân từ danh sơn nào, là đệ tử của ai thế? Lý Tiểu Phi lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn lạnh giọng hỏi. Chương 2421. Nghe Lý Tiểu Phi nói thế, Trần Hân không khỏi nhíu mày. Trước đây rõ ràng cô ta đã giới thiệu Tiêu Chính Văn là ông chủ ở cửa hàng đồ ngọc mà mình làm công, không có quan hệ với mấy đại danh sơn, càng không phải là đệ tử gì. Lý Tiểu Phi hỏi như thế rõ ràng muốn hạ bệ Tiêu Chính Văn. Không để Trần Hân lên tiếng chất vấn, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói, xin lỗi, tao quen với mày lắm sao? Tại sao phải nói với mày những điều này? Tiêu Chính Văn vừa nói thế, tất cả mọi người đều quay đầu lại nhìn Tiêu Chính Văn. Cả sảnh lớn đều im lặng. Không ít người rời tầm mắt nhìn sang Lý Tiểu Phi. Mấy phút trước, Lý Tiểu Phi còn kiêu căng muốn ra oai với Tiêu Chính Văn, nhưng thoáng chốc đã khiến hắn cảm thấy vô cùng xấu hổ. Trần Hân nghe Tiêu Chính Văn nói thế không khỏi sửng sốt. Thật ra bình thường Tiêu Chính Văn rất ôn hòa với mọi người. Dù là người trong cửa hàng có phạm phải sai lầm gì, Tiêu Chính Văn cũng chỉ cười cho qua, không so đo tính toán. Sao hôm nay bỗng dưng như trở thành người khác thế? Ôi trời, mày nói cũng đúng, chúng ta không phải là người cùng cấp bậc của bọn tao không phải là thứ ai cũng có thể tùy tiện tiếp xúc. Người có thân phận thấp hèn như mày sao có thể quen với tao? Cậu nói xem có đúng không Thanh Thanh? Lý Tiểu Phi gượng cười chế giễu. Lý Tiểu Phi, cậu nói gì đấy? Trần Hân quay đầu lại không vui nhìn Lý Tiểu Phi nói. Chỉ là không để Lý Tiểu Phi lên tiếng, điện thoại của Trần Hân bỗng vang lên. Cúi đầu nhìn màn hình, là Hứa Văn Văn nữ thần quốc dân gọi đến. 80% là Hứa Văn Văn đã đến dưới tầng. Trần Hân trợn mắt nhìn Lý Tiểu Phi, sau đó vội đứng dậy nói, tôi đi đón người. Trần Hân vừa đi, Lý Tiểu Phi bỗng chốc sầm mặt. Đúng là oan ra ngõ hẹp, ông đây đang phiền muộn vấn đề phải đi đâu tìm mày, không ngờ mày tự đưa đến tận cửa. Chúng ta tính luôn món nợ ở núi Đại Lương lần trước. Nhưng tao mong mày biết điều một chút, với cấp bậc của mày thì không xứng đến uống rượu chung với tao. Đừng chung đụng với những người có xuất thân cao quý như bọn tao. Nếu không có đưa mạng mày ra cũng không đủ để đền. Lý Tiểu Phi lạnh lùng nói. Đúng thế, chúng ta không cùng cấp bậc, tôi thấy anh vẫn nên nhân lúc Hân Hân chưa trở lại tự động cút ra khỏi đây, tránh để lát nữa khiến anh khó xử. Từ Thanh Thanh cũng ở bên cạnh lạnh lùng giễu cợt. Lý Tiểu Phi thấy Tiêu Chính Văn không nói gì, cười khẩy nói, này, mày rất may mắn vì hôm nay là sinh nhật Hân Hân, nếu không phải sợ phá hỏng nhã hứng của Hân Hân thì bây giờ mày đã là người nửa sống nửa chết rồi. Chương 2422. Hắn nói mấy câu này xong, người bên cạnh lập tức hiểu đầu đuôi trong đó. Dù sao hôm nay đến đây cũng đều là người trong giới. Ngay tức khắc mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn bằng ánh mắt không mấy thiện cảm. Đúng lúc này, cửa sảnh tiệc lại mở ra,
Trần Hân dẫn một người phụ nữ có vẻ ngoài xinh đẹp bước vào. Người phụ nữ trẻ tuổi mặc bộ đồ thể thao màu trắng, nụ cười vô cùng ngọt ngào. Mái tóc dài xõa hai bên vai mang đến cảm giác cực kỳ thoải mái cho người khác. Mọi người đồng loạt đứng lên khi nhìn thấy người phụ nữ trẻ này. Văn Văn, không ngờ đúng là cậu thật. Đúng thế, tôi còn tưởng sau này nổi tiếng rồi cậu quên luôn mấy người bạn học cũ này rồi chứ. Đã lâu không gặp Văn Văn, giờ cậu là streamer đang nổi trong nước, sau này đừng quên dẫn theo mấy học cũ bọn tôi nhé. Mọi người đều lên tiếng chào Hứa Văn Văn, còn Hứa Văn Văn chỉ lịch sự gật đầu với mọi người, thậm chí cũng chẳng nở một nụ cười với đám người này. Tiêu Chính Văn cũng quay đầu lại nhìn về phía Hứa Văn Văn, vừa nhìn thấy cô ta Tiêu Chính Văn không khỏi sửng sốt. Văn Văn, Hứa Văn Văn nghe thấy giọng Tiêu Chính Văn cũng quay đầu lại nhìn, khó hiểu nhìn Tiêu Chính Văn. Ông chủ, hai người quen nhau à? Trần Hân hơi ngạc nhiên hỏi. Ừ, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Hừ, mẹ kiếp vừa phải thôi, cách biệt lớn đến thế nào, bây giờ Văn Văn là streamer xinh đẹp nổi tiếng nhất, có biệt danh là nữ thần quốc dân, ai mà không biết Văn Văn. Trừ khi anh ta bị mù hoặc là tên ngốc. Lý Tiểu Phi tức đến mức xanh mặt. Hứa Văn Văn là sự tồn tại mà ngay cả thân phận này của hắn cũng khó với tới. Một ông chủ cửa hàng đồ ngọc vừa mở miệng là nói quen Hứa Văn Văn. Mẹ nó, mặt dày đến mức nào thế? Hơn nữa chỉ đơn phương biết cũng có thể gọi là quen sao? Không để Hứa Văn Văn lên tiếng, Từ Thanh Thanh ở bên cạnh cũng cười nhạo nói, Hân Hân, người bạn này của cậu rất biết cách rát vàng lên mặt đấy. Biết Văn Văn không thể khiến anh ta khó xử trước mặt bao nhiêu người bèn mạo phạm đến bạn của Văn Văn, đúng là nực cười. Chương 2423. Lý Tiểu Phi nghiến răng nghiến lợi, hừ một tiếng nói, không phải sao, mọi người không cùng cấp bậc, đồ thối tha. Mẹ kiếp, mày mà cũng xứng quen với người trong giới này sao? Tôi nói này, hay là anh Tiêu cứ nói thẳng ra là anh nhìn Văn Văn trưởng thành đi, quan hệ thân thiết quá nhỉ? Từ Thanh Thanh cũng chế giễu nói. Chỉ là họ vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói, đúng là tôi nhìn cô ấy trưởng thành đấy. Tiêu Chính Văn vừa dứt lời, Lý Tiểu Phi cũng không nhịn được nữa. Ngay cả mọi người ở một bên hóng chuyện cũng nghe không lọt tai. Ngay cả người tự nhận có thân phận như họ cũng thấp hơn một bậc khi đứng trước Hứa Văn Văn. Tiêu Chính Văn được lắm, vừa mở miệng là nó nhìn Văn Văn trưởng thành. Mẹ nó chứ. Đúng là vô liêm sỉ. Tôi đã từng gặp nhiều người vô liêm sỉ, nhưng loại mặt dày vô liêm sỉ như anh ta thì vẫn là lần đầu tiên gặp đấy. Hân Hân, đây chính là anh Tiêu khí chất bất phàm mà cậu thường nhắc đến đó à? Tôi nghĩ mọi người cũng tự biết rõ tên này là thế nào nhỉ? Dù có quan hệ với ai cũng phải xem người đó thế nào. Mẹ kiếp liếm giày cho người ta cũng không xứng mà còn không biết xấu hổ chém gió nói nhìn người ta lớn. Lý Tiểu Phi hệt như một con chó điên, chỉ vào Tiêu Chính Văn tức giận nói. Đúng thế, loại người như vậy còn chẳng có tư cách nói chuyện với chúng ta. Hân Hân, hôm nay cậu không nên dẫn anh ta vào đây. Hừ, tôi đã gặp nhiều người như thế, bản thân chẳng có bản lĩnh gì, cả ngày chỉ nghĩ móc nối quan hệ với nhân vật tầm cỡ, cũng không soi lại xem bản thân mình có đức hạnh gì. Hân Hân, gọi loại người này đến chỉ làm mất mặt cậu thôi. Hơn nữa Văn Văn còn đứng đó, nói mấy lời này cũng không sợ người ta đánh giá sao. Thật ra bây giờ Hứa Văn Văn không chỉ đơn giản là một hot girl mạng nữa. Vì viện trưởng học viện kiếm thuật Hoa Sơn đích thân nói muốn nhận Hứa Văn Văn làm đệ tử chân truyền. Điều này đồng nghĩa với việc khiến Hứa Văn Văn có thân phận cao không thể với tới. Đám người như Lý Tiểu Phi cùng lắm cũng chỉ có thể làm đệ tử ngoại môn, giúp người ta chạy vài việc vặt mà thôi. Còn Hứa Văn Văn chỉ cần gật đầu thì là đệ tử chân truyền của viện trưởng học viện kiếm thuật Hoa Sơn. Sự cách biệt ở giữa có thể gọi là nghiêng trời lệch đất. Chương 2424. Nếu không phải vì Hứa Văn Văn có quan hệ tốt với Trần Hân lúc còn đi học, hôm nay còn là sinh nhật của Trần Hân, thì chỉ dựa vào đám người này không thể mời được quý nhân ở trên cao như Hứa Văn Văn. Lý Tiểu Phi, cậu đủ chưa thế? Không để Trần Hân lên tiếng. Một giọng nói vô cùng trong trẻo tức giận nói với Lý Tiểu Phi. Chủ nhân của giọng nói này chính là Hứa Văn Văn. Tất cả mọi người đều không dám tin nhìn Hứa Văn Văn. Chỉ thấy hai mắt Hứa Văn Văn ngân ngấn nước, không khỏi run lên bước đến trước mặt Tiêu Chính Văn nói, sao lại là anh?
Vừa nghe nói thế tất cả mọi người đều kinh ngạc sững sờ. Tiêu Chính Văn chỉ bình thản gật đầu. Thế nhưng một giây sau, Hứa Văn Văn đã thay đổi vẻ lãnh đạm, đẩy Lý Tiểu Phi đang chắn trước mặt cô ấy ra rồi lao vào trong lòng Tiêu Chính Văn. Nhớ năm đó, cô ấy mới chỉ là một cô bé 12, 13 tuổi. Bởi vì đại quân nước Hùng tiến quân xâm lược nên lâm vào cảnh sống lang thang, bố bị binh lính nước Hùng dùng dao đâm chết. Chỉ có cô ấy và mẹ là chạy thoát được. Thế nhưng giữa đường lại gặp phải sự truy sát của đại binh nước Hùng, hơn nữa ngay cả một cô bé mới 12, 13 tuổi mà mấy tên súc vật đó cũng không chịu bỏ qua. 20 mấy tên lính nước Hùng có ý đồ làm nhục hai mẹ con cô ấy, vào lúc hai mẹ con Hứa Văn Văn đã hoàn toàn buông xuôi, một thân hình cường hãn đột nhiên xuất hiện, giết hết toàn bộ đại binh 20 mấy tên lính nước Hùng. Đồng thời cũng giải cứu được hai mẹ con cô ấy. Thế nhưng lúc đó nhà của Hứa Văn Văn đã bị lửa lớn thiêu rụi, mặc dù đã cùng với mẹ trốn chạy khỏi quê hương, thế nhưng chặng đường phía trước dài đằng đẵng, hai mẹ con cô ấy nào còn phương hướng gì nữa. Chính người thanh niên đã cứu lấy mạng sống của hai mẹ con cô ấy đã đưa bọn họ tới nơi an toàn, lại còn cho thêm tiền, đưa cô ấy lên tàu hỏa, còn cho bọn họ một khoản phí sinh hoạt không nhỏ. Từ sau lúc đó, mỗi năm cô ấy và mẹ đều sẽ nhận được một khoản tiền như nhau. Mặc dù mỗi khoản tiền đều không ghi tên người gửi. Thế nhưng không cần phải đoán, cô ấy cũng biết nhất định chính là ân nhân đã cứu bọn họ. Cô ấy còn nhớ khi đó trước khi lên tàu hỏa đã từng hỏi họ tên của vị ân nhân này. Đối phương lại chỉ nói cho cô ấy biết anh ấy chỉ là một binh lính bình thường của quân Phá Long. Từ đó, gương mặt kiên nghị kia đã khắc sâu trong lòng Hứa Văn Văn. Mãi tới hôm nay, khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chính Văn, Hứa Văn Văn thấy như đã trải qua một quãng thời gian dài dằng dặc. Chương 2425. Ký ức khi trước lập tức hiện hữu ngay trong đầu cô. Văn Văn, cậu, lẽ nào hai người thật sự quen biết? Lý Tiểu Phi thấy Hứa Văn Văn lao thẳng vào trong lòng Tiêu Chính Văn thì ngây ra ngay tại chỗ. Hành động này của cô ấy giống như một cái tát đau điếng giáng vào mặt Lý Tiểu Phi. Cũng là một cái tát rất kêu giáng lên trên mặt những kẻ vừa mới chế giễu Tiêu Chính Văn ban nãy. Hơn nữa, vì những điều mà bản thân đã nếm trải nên mặc dù Hứa Văn Văn có vẻ ngoài xinh đẹp ngọt ngào nhưng chỉ có những người từng tiếp xúc với cô ấy mới biết. Tính cách của cô ấy có thể nói là lạnh lùng tới cực điểm. Dù là ai thì khi đứng trước mặt cô ấy cũng đều có cảm giác xa cách không nói nên lời. Chứ đừng nói tới chuyện nhiệt tình lao thẳng vào trong lòng đối phương như thế. Lý Tiểu Phi, chúng ta quen nhau à? Cậu có là cái thá gì đâu? Hứa Văn Văn quay người lại, ánh mắt nhìn Lý Tiểu Phi vô cùng lạnh lùng. Bị ánh mắt lạnh lùng tới tận xương tủy của cô ấy liếc nhìn, Lý Tiểu Phi không khỏi lạnh sống lưng. Còn nữa, ban nãy cậu vừa nói gì cơ? Đẳng cấp của mấy người ư? Hừ, Hứa Văn Văn bật cười lạnh lùng, không hề che giấu sự khinh thường, lắc đầu nói, ở trong lòng tôi, mấy người còn chẳng bằng con chó. Nếu như không phải nể tình hồi còn đi học ở cùng phòng ký túc xá với Hân Hân thì dựa vào mấy người không thôi, ngay cả tư cách gặp mặt tôi một lần cũng chẳng có. Sao nào, nhà họ Lý ôm được đùi của Vân Kiếm Các Thiên Sơn thì rất ghê gớm sao? Ngay cả đẳng cấp cũng không giống với mọi người nữa rồi. Lý Tiểu Phi, ai mà không biết hồi còn đi học cậu chỉ là một tên tay sai hèn mọn, để nịnh nọt con trai của một trưởng khu, ngay cả bạn gái cũng dâng cả hai tay cho người ta. Loại người như cậu trở thành người có thân phận từ lúc nào thế? Đừng cho rằng dựa hơi Vân Kiếm Các Thiên Sơn thì có thể thay ra đổi thịt, dù là lúc nào thì cậu cũng chỉ là một thằng hèn mà thôi. Những lời này của Hứa Văn Văn giống như con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim của Lý Tiểu Phi. Những chuyện bẩn thỉu hắn từng làm năm đó, bây giờ ai còn dám nhắc tới trước mặt mọi người chứ? Thế nhưng mấu chốt là trong số những người đang có mặt ở đây, có tới quá nửa không phải bạn học năm xưa của bọn họ. Nghe Hứa Văn Văn nói như vậy, ngay cả ánh mắt nhìn về phía Lý Tiểu Phi cũng ngập tràn vẻ khinh thường. Chương 2426. Không đợi Lý Tiểu Phi lên tiếng giải thích, Hứa Văn Văn đã thẳng thừng nói luôn, sao hả, người nhà họ Lý mấy người làm chó quen rồi à, không làm con chó săn chạy theo đám nhà giàu nữa lại chạy tới làm chó cho Vân Kiếm Các Thiên Sơn hả? Tôi thấy cả đời này cậu cũng chỉ biết quỳ xuống liếm chân người ta, vĩnh viễn không học được cách đứng dậy làm người. Còn cả cô, Từ Thanh Thanh,
chẳng qua chỉ là tìm được một đệ tử nhập môn của Danh Sơn làm bạn trai đã cảm thấy bản thân cao sang vời vợi rồi sao? Cô cũng không nhìn xem bản thân là loại hàng gì. Năm đó ở trong trường học, ai không biết cô là một chiếc xe công cộng. Cô nhớ lấy, gà mãi mãi chỉ là gà, dù có trang điểm lộng lẫy bao nhiêu thì cũng vĩnh viễn không thể biến thành phượng hoàng được đâu. Giọng nói của Hứa Văn Văn hết sức lạnh lùng. Ngay lập tức khiến cho Lý Tiểu Phi tức tới độ thở hồng hộc, sắc mặt trắng bệch tới cực điểm. Từ Thanh Thanh bên cạnh đã giận tím mặt. Thế nhưng sau lưng Hứa Văn Văn là cả Thiên Đạo Viện của Hoa Sơn. Hoa Sơn có tổng cộng 6 viện, Thiên Đạo Viện có thể nói là trung tâm của trung tâm bên trong Hoa Sơn. Dựa vào bối cảnh của Lý Tiểu Phi và Từ Thanh Thanh, có là 100 người như thế thì cũng không thể đắc tội với Hứa Văn Văn. Trước đây bọn họ có thể nói mấy lời châm biếm Tiêu Chính Văn, thế nhưng ở trước mặt Hứa Văn Văn thì bọn họ chỉ có thể nuốt giận vào trong. Ngay cả Trần Hân bên cạnh cũng ngẩn ra. Ở trong ấn tượng của cô ta, Lý Tiểu Phi và Từ Thanh Thanh không phải loại người như vậy. Thế nhưng nhìn biểu cảm trên mặt bọn họ thì có lẽ đã bị Hứa Văn Văn nói trúng chỗ đau. Gương mặt của bọn họ đều méo xẹo. Hứa Văn Văn lại chẳng buồn nhìn biểu cảm của hai người bọn họ, thẳng thừng quay người nói với Tiêu Chính Văn, ân nhân, ăn cơm cùng với loại người dâng bạn gái của mình cho người khác ngủ cùng, còn cả loại người ai cũng là chồng này thật sự quá là mất giá. Chỉ bằng thế này đi, em mời anh đi ăn cái khác. Nói xong, Hứa Văn Văn không nhiều lời thêm nữa mà kéo luôn Tiêu Chính Văn đi ra bên ngoài. Cả đại sảnh tĩnh lặng như tờ. Dưới ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, Tiêu Chính Văn và Hứa Văn Văn đi thẳng ra khỏi đại sảnh. Vừa bước ra khỏi phòng tiệc, Hứa Văn Văn đã quay đầu nói với Tiêu Chính Văn, ban nãy có phải em chẳng thục nữ chút nào không? Tiêu Chính Văn cười khổ lắc đầu nói, không hề, thấy người ta ăn nói khó nghe thì đương nhiên cũng phải đáp trả lại bằng mấy lời không dễ nghe rồi. Ân nhân, thật ra nhiều năm qua em vẫn luôn đi tìm anh. Hơn nữa mấy năm trước em vẫn nhớ còn từng nhìn thấy anh trên một bản tin, cho em được mạnh dạn hỏi anh một câu, anh là vua Bắc Lương phải không? Chương 2427. Hứa Văn Văn vẫn luôn không dám xác nhận suy nghĩ này của mình. Ở trên thế giới này, người có vẻ ngoài giống nhau cũng quá nhiều. Hơn nữa, cô ấy thật sự không thể tin nổi người cứu mình năm đó lại là vua Bắc Lương Tiêu Chính Văn. Đó là vương tước đấy. Sao có thể bình dị dễ gần với những kẻ thường dân như họ tới thế? Tôi chỉ có thể nói cho cô biết tôi mang họ Tiêu, còn về việc có phải vua Bắc Lương hay không thì quan trọng sao? Tiêu Chính Văn khẽ cười nói. Nghe Tiêu Chính Văn nói tới đây, Hứa Văn Văn không ngừng gật đầu. Có những chuyện có thể hỏi sâu, có những chuyện lại không thể hỏi nhiều, dù là một câu cũng không được. Rời khỏi khách sạn, Hứa Văn Văn kéo Tiêu Chính Văn vào trong xe mình, sau đó lái thẳng đi. Mà ở một bên khác, quá khứ của Lý Tiểu Phi và Từ Thanh Thanh bị Hứa Văn Văn bóc trần, bọn họ đâu còn mặt mũi gì mà ở lại ăn cơm nữa. Sau khi Tiêu Chính Văn và Hứa Văn Văn rời đi chưa đầy 2 phút thì họ cũng rời đi như chạy thoát thân. Sau khi hai người rời khỏi khách sạn thì mới thở phào một hơi. Đồng thời, nỗi căm hận trong lòng Lý Tiểu Phi đối với Tiêu Chính Văn lại nhiều hơn mấy phần. Hắn và Từ Thanh Thanh quả thực giống như những gì Hứa Văn Văn nói. Hồi còn đi học thật sự là hai kẻ hèn không có giới hạn nhất. Thế nhưng 2 năm gần đây, dựa vào quan hệ với Vân Kiếm Các ở Thiên Sơn, bọn họ đã hoàn toàn đổi đời. Chuyện cũ năm đó cũng bị người ta lãng quên đi mất từ lâu. Thế nhưng ai mà ngờ được Hứa Văn Văn lại thân thiết với Tiêu Chính Văn. Hơn nữa còn bởi vì khi trước bọn họ gièm pha Tiêu Chính Văn mà rạch toang vết sẹo cũ trong lòng bọn họ ra. Nỗ lực và lớp ngụy trang mấy năm nay của họ đã tan thành mây khói chỉ trong nháy mắt. Từ giờ về sau, dù bề ngoài người khác có tỏ ra cung kính họ tới đâu thì sâu trong lòng cũng là sự khinh thường thầm tệ. Tiểu Phi, chuyện ngày hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua như vậy. Từ Thanh Thanh giận tái mặt. Hừ, chúng ta không dám động tới Hứa Văn Văn, nhưng chẳng lẽ không dám động tới tên họ Tiêu kia sao? Thật sự cho rằng Vân Kiếm Các Thiên Sơn dễ bị bắt nạt à? Lý Tiểu Phi nghiến răng, phẫn nộ gầm lên. Tên họ Tiêu này cứ nhắm vào hắn mãi, dù đối phương có lai lịch lớn tới đâu thì hắn cũng tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Bây giờ, võ tông tung hoành thiên hạ, lai lịch của ai còn có thể lớn hơn Thiên Sơn nữa đây? Tôi thực sự nuốt không trôi cục tức này. Chương 2428. Từ Thanh Thanh bên cạnh lúc này cũng tức tối nghiến răng nghiến lợi.
Loại trà xanh giống như cô ta, sợ nhất là bị người ta bóc trần quá khứ. Hứa Văn Văn dù xét trên phương diện nào thì cũng là người mà cô ta không thể đắc tội được. Vậy nên cô ta chỉ đành chút hết lửa giận lên trên đầu Tiêu Chính Văn. Yên tâm đi, tôi đã gửi tin nhắn đi rồi, chắc là người của tôi đang trên đường đến. Tiệm ngọc của hắn đừng hòng buôn bán được tiếp, Lý Tiểu Phi đắc ý cười lạnh lùng. Từ khoảnh khắc nhìn thấy Tiêu Chính Văn ban nãy, hắn đã gửi một tin nhắn cho người quản lý của Vân Kiếm Các ở Thiên Sơn. Ngoài ra còn đặc biệt nói rõ hung thủ giết chết người của Thiên Sơn lần trước chỉ là một ông chủ tiệm ngọc ở Sơn Thành mà thôi. Từ Thanh Thanh bật cười, hừ, dù có giết sạch cả nhà của hắn thì cũng là do hắn tự chuốc lấy, ai bảo hắn cứ phải đối đầu với chúng ta cơ chứ. Nghe nói cả nhà Tiêu Chính Văn đều bị Thiên Sơn cử sát thủ tới giết sạch, lửa giận trong lòng Từ Thanh Thanh cũng nguôi đi không ít. Lúc này, bên trong tiệm ngọc chỉ có mấy nhân viên làm thêm và Chu Lâm Lâm đang trông tiệm. Khương Vi Nhan và Tiêu Chính Văn đều không có mặt. Mấy nhân viên đang túm tụm lại với nhau buôn chuyện, Chu Lâm Lâm ngồi lướt điện thoại giết thời gian. Trong tiệm lạnh tanh, thậm chí ngay cả một khách hàng cũng không có. Chính vào lúc này, ba người đàn ông trung niên mặc đạo bào đột nhiên đẩy cửa bước vào. Hai nhân viên vừa định chạy ra đón tiếp thì đã bị Chu Lâm Lâm vội vàng ngăn lại. Nhà họ Chu cũng là thế gia võ thuật, hơn nữa sau khi linh khí phục hồi, Chu Lâm Lâm vốn dĩ đang có thực lực ở cảnh giới chủ soái 3 sao bây giờ đã đột phá lên cảnh giới thiên vương thiên cấp 4 sao từ lâu. Mặc dù thường ngày cô ta chẳng có khác biệt gì so với những nam nữ thanh niên bình thường, thế nhưng thực lực vẫn còn đó. Mấy người này vừa mới bước vào cửa, Chu Lâm Lâm đã cảm nhận được sát khí nồng đậm. Mấy vị, thật sự xin lỗi, hôm nay ông chủ không ở đây, cửa tiệm chúng tôi không mở cửa. Chu Lâm Lâm lạnh lùng nhìn mấy người đàn ông trung niên kia rồi cất lời. Thấy mấy người này ít nhất cũng có thực lực ở cảnh giới thiên vương hay sao, bất cứ ai cũng không phải kẻ yếu. Lúc Chu Lâm Lâm vừa dứt lời, một người đàn ông trung niên trong số đó đột nhiên tung đạo bào, con dao ngắn ước chừng nửa mét trong tay lập tức lao thẳng về phía ngực của Chu Lâm Lâm. Nửa tiếng đồng hồ sau, khi Tiêu Chính Văn trở về tiệm ngọc, tất cả sớm đã quay về với dáng vẻ tĩnh lặng. Chương 2429. Xung quanh thậm chí ngay cả dấu vết của một tia máu cũng chẳng có. Mấy nhân viên cũng tuyệt nhiên không nhắc đến cảnh tượng vừa xảy ra ban nãy. Tiêu Chính Văn cũng không bận tâm, chỉ hỏi qua xem trong tiệm có phát sinh chuyện lớn gì hay không. Sau khi mọi người cùng đồng thanh nói không có vấn đề gì thì Tiêu Chính Văn mới trở ra sân sau. Ngược lại sau khi Trần Hân về nhà thì Trần Thiên Quốc đang bày ra vẻ mặt u ám ngồi trên sofa. Thấy Trần Hân trở về, Trần Thiên Quốc nói bằng giọng điệu nghiêm khắc, Hân Hân, kể từ ngày hôm nay con không được tới tiệm ngọc đó làm việc nữa. Cái gì, bố, con đã nói với bố bao nhiêu lần rồi, giữa con và anh Tiêu hoàn toàn trong sạch. Con chỉ ghét tên Trương Lăng Phong kia thôi. Và lại, anh Tiêu người ta đã có vợ con rồi. Hơn nữa bố cảm thấy vẻ ngoài của con gái bố sánh được bằng chị Vi Nhan sao? Trần Hân bĩu môi, hậm hực nói. Hừ. Ghét Trương Lăng Phong, con biết Trương Lăng Phong có bối cảnh như thế nào không? Cậu ta là con trai nối dõi của cường giả bán bộ nhân vương. Dù là điểm nào thì cũng mạnh hơn rất nhiều so với tên họ Tiêu kia. Ngoài ra, tên họ Tiêu với đứa họ Khương kia chẳng qua chỉ là muốn lừa con làm không công cho bọn họ mà thôi, con cho rằng bọn họ thật sự có bối cảnh gì ghê gớm lắm sao? Bây giờ linh khí phục hồi, võ tông đi trên con đường lớn. Đây chính là lúc các danh sơn lớn vươn lên đứng đầu, cũng đã có không ít môn chủ tông môn lên tiếng nói chẳng bao lâu nữa Hoa Quốc, thậm chí là cả thế giới sẽ trở về với thời đại tôn sùng võ đạo. Tới lúc đó, mỗi người đều phải dựa dẫm vào các môn phái lớn hoặc là về dưới trướng năm đại danh sơn thì mới có thể tồn tại được. Không nhân lúc này dựa vào nhà họ Trương, tới lúc đó e rằng nhà họ Trần chúng ta có muốn dựa hơi cũng không còn cơ hội nữa đâu. Hơn nữa, đừng nói là một tiệm ngọc nhỏ bé, ngay cả loại người như Lãnh Kế Hồng thì cũng phải ngoan ngoãn nghe lời, quy phục bên dưới uy danh của võ tông. Nếu như bây giờ kết thông ra với nhà họ Trương, tương lai của nhà họ Trần chúng ta có lẽ còn có thể nhích lên thêm một bậc nữa, và lại tới lúc đó nhà họ Trần chúng ta còn không phải do một mình con quyết định hết hay sao? Trần Thiên Quốc đấm vào ngực, nói với dáng vẻ hậm hực. Mà ở một bên khác, Lý Tiểu Phi cũng nhận được một thông tin. Ba người tới tiệm ngọc báo thù có hai người chết một người bị thương.
Chuyện này sao có thể? Nhìn đoạn tin nhắn trong điện thoại, Lý Tiểu Phi sợ tới độ mặt mày trắng bệch. Hắn cũng rất rõ Tiêu Chính Văn tuyệt đối không phải người bình thường, thế nhưng không ngờ tên Tiêu Chính Văn này lại mạnh tới thế. Ba người đó đều là cao thủ của Vân Kiếm Các Thiên Sơn đấy. Mỗi một người trong số họ đều là đệ tử nhập môn của Thiên Sơn, không ngờ cuối cùng vẫn phải bỏ mạng như thế. Chương 2430. Anh thừa thế nào rồi? Lý Tiểu Phi là người gửi tin nhắn tới đầu tiên. Người tên anh thừa này là cháu trai ruột của một cường giả cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao trong Vân Kiếm Các Thiên Sơn. Mặc dù chỉ có thực lực ở cảnh giới thiên vương huyền cấp 2 sao nhưng thân phận của người ta cũng phơi bày ra đó. Một khi cháu trai của cường giả ở cảnh giới thiên thần có chút tổn hại gì thì cả nhà họ Lý có chết cùng cũng không đủ để làm nguôi bớt lửa giận của cường giả thiên thần. Người của nhà họ Chu cũng ở đó, thật không may, anh thừa đã chết trong tay cô ta rồi. Chẳng mấy chốc, đối phương đã trả lời lại một tin với giọng điệu chẳng lành. Cái gì, anh thừa chết rồi hả? Lý Tiểu Phi lập tức cảm thấy trước mắt mình hoa mờ, suýt thì ngất xỉu tại chỗ. Đúng là sợ cái gì thì tới cái đó. Lý Tiểu Phi đương nhiên không sợ sự việc bị xé to ra, thậm chí còn hy vọng chuyện này càng xé to ra càng tốt, hắn chỉ muốn cả Thiên Sơn đều tìm tới gây sự với Tiêu Chính Văn. Thế nhưng tin tình báo lần này là Lý Tiểu Phi đích thân cung cấp cho Thiên Sơn. Cái chết của Thừa Đông rất có khả năng sẽ khiến cho cao thủ cảnh giới thiên thần của Vân Kiếm Các Thiên Sơn nổi điên với nhà họ Lý. Nhà họ Chu vốn là thế gia võ thuật, thậm chí nhà họ Chu còn từng có cao thủ ở cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao. Thế nhưng vì trận chiến tranh hơn 100 năm trước, tổ tiên của nhà họ Chu bị quân địch giết hại, bọn họ vì muốn tránh họa nên mới từ Trung Nguyên chạy đến tỉnh Xuyên. Liếc nhìn tin nhắn mà đối phương gửi tới, Lý Tiểu Phi hoàn toàn ngây ra. Thế nhưng một giây sau Lý Tiểu Phi đã sửng sốt, nghiến răng nói, hừ. Nhà họ Chu, bảo sao tên họ Tiêu này lại điên cuồng như vậy, hóa ra là có nhà họ Chu làm chỗ dựa. Sau khi được người bên phía Thiên Sơn nhắc nhở, Lý Tiểu Phi cũng nhớ ra trước khi linh khí phục hồi quả thực từng nghe nói tới chuyện tỉnh Xuyên có một thế gia võ thuật lánh đời. Hơn nữa hơn 100 năm trước, địa vị ở trong võ tông cũng rất không tầm thường. Thế nhưng bất luận ngày trước nhà họ Chu có huy hoàng tới độ nào thì ở trước mặt Thiên Sơn, nhà họ Chu vẫn quá ư nhỏ bé, căn bản chẳng đáng để liếc nhìn. Huống hồ lần này, người mà Chu Lâm Lâm giết lại là cháu trai ruột của cường giả cảnh giới thiên thần. Nếu như người của Vân Kiếm Các Thiên Sơn báo cáo chuyện này với cường giả cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao thì chắc chắn không chỉ có Tiêu Chính Văn mà ngay cả nhà họ Chu cũng không còn ngày nào được sống yên ổn nữa. Từ Thanh Thanh bên cạnh thấy biểu cảm của Lý Tiểu Phi phức tạp thì nghi hoặc hỏi, Tiểu Phi, xảy ra chuyện gì thế, sao sắc mặt của cậu lại khó coi như vậy? Lý Tiểu Phi cười lạnh lùng, nói, lần này e rằng ông trời có tới cũng không bảo vệ được cho Tiêu Chính Văn rồi. Trong tiệm hắn có một người là người nhà họ Chu ở tỉnh Xuyên. Người này làm gì không làm lại đi giết cháu trai ruột của trưởng lão Vân Kiếm Các Thiên Sơn. Thiên Sơn nhất định sẽ không bỏ qua cho hung thủ. Càng không bỏ qua cho Tiêu Chính Văn. Không quá 10 ngày, nhà họ Tiêu nhất định sẽ chẳng còn ai sống sót. Nói tới đây, trên mặt Lý Tiểu Phi nở nụ cười nham hiểm. Chương 2431. Đêm hôm đó, tin tức cháu của trưởng lão Vân Kiếm Các chết ở Sơn Thành truyền ra khắp cả Võ Tông. Chỉ trong thoáng chốc Võ Tông chấn động. Thậm chí ngay cả mấy đại danh Sơn khác cũng đều lên tiếng nói muốn nghiêm trị hung thủ. Mặc dù nội bộ của năm đại danh Sơn cũng có sự phân chia nhưng kỳ lạ là đều nhất trí trong chuyện này. Sau khi tin tức này truyền khắp cả Sơn Thành, rất nhiều người bắt đầu lo lắng. Đó là trưởng lão Vân Kiếm Các ở Thiên Sơn. 80-90% Sơn Thành sẽ bị náo loạn. Thế nên rất nhiều gia tộc đều bắt đầu nghiêm khắc quản chặt con cháu của mình, bất kỳ ai cũng không được tùy tiện ra ngoài, càng không được gây chuyện, nếu không sẽ bị đuổi ra khỏi gia tộc. Trong một trang viên ở vùng ngoại ô phía tây nam của Sơn Thành, một người đàn ông trung niên đanh mặt nhìn Chu Lâm Lâm. Lúc này Chu Lâm Lâm đứng ở góc tường như học sinh tiểu học phạm lỗi, cúi đầu xuống, trong mắt ngấn ngấn nước. Lúc này bầu không khí trong sảnh lớn đều căng thẳng đến cực điểm. Vẻ mặt mấy người đàn ông trung niên xung quanh cũng vô cùng phức tạp. Hai, Lâm Lâm, không phải bố cháu quá nghiêm khắc với cháu mà là cháu không nên ra tay à? Một người chủ quản của nhà họ Chu bên cạnh vừa lắc đầu thở dài vừa khó xử nói. Chú hai,
chú không biết tình hình lúc đó, người kia bỗng lấy kiếm đâm tới, hơn nữa rõ ràng là muốn giết cháu chỉ phòng vệ chính đáng thôi. Chu Lâm Lâm oan ức nói. Gì cơ, con còn dám cãi lại. Chu Hạo Nhiên đập bàn, chỉ vào người đàn ông trung niên vừa lên tiếng, chú hai con nói gì sai à? Con có biết con đã gây ra chuyện lớn thế nào cho nhà họ Chu không? Người mà con giết là cháu của Đỗ Hải Thu Tam trưởng lão của Vân Kiếm Các Thiên Sơn đấy. Ông ta là cao thủ cảnh giới thiên thần địa cấp 3 sao, dù cụ tổ nhà họ Chu chúng ta còn sống cũng phải nể mặt ông ta đấy. Bây giờ nhà họ Chu không có cường giả cảnh giới thiên thần, con bảo nhà họ Chu chúng ta có thể gánh chịu nổi hậu quả này thế nào? Chu Hạo Nhiên tức đến mức run rẩy, chỉ vào Chu Lâm Lâm hung hăng dạy dỗ. Nhưng con làm sao mà biết ông ta là ai cơ chứ? Chu Lâm Lâm oan ức nói. Đối phương không nói gì nhiều đã vung kiếm tới, mình lại không thể hỏi thân phận lai lịch của hắn sau khi bị người kia đâm trúng. Hai, giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, ba người kia đều là người của Vân Kiếm Các Thiên Sơn. Thiên Sơn không phải là nơi dễ chọc vào. À phải rồi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Chu Hạo Nhiên nghiêm mặt hỏi. Con cũng không rõ cụ thể là tại sao lại đánh đến tận cửa, nhưng nhìn tình hình giữa họ thì không định để lại đường sống. Chu Lâm Lâm nói. Không thể nào, người Thiên Sơn sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến một ông chủ cửa hàng đồ ngọc nhỏ bé. Người ta cũng có thể diện chứ. Chu Hạo Nhiên trầm giọng nói. Mặc dù người võ tông ngang ngược, nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay quá mức với một ông chủ cửa hàng đồ ngọc. Chương 2432. Trước đó Trần Thiên Quốc đến chỗ bọn con tìm anh Tiêu, hơn nữa hình như hai người họ còn xảy ra mâu thuẫn, có phải là Chu Lâm Lâm nghĩ ra điều gì đó nói? Cô ta cũng chỉ có thể nghĩ đến nhà họ Trần. Ý con là người nhà họ Trần tìm đến Vân Kiếm Các ở Thiên Sơn. Chu Hạo Nhiên nhíu chặt mày nói. Nghĩ kỹ lại thì cũng có khả năng này. Chu Hạo Nhiên cũng nghe nói đến chuyện Trần Hân được mặc định là vợ chưa cưới của Trương Lăng Phong. Nhà họ Trần rất có thể vì chuyện này mà khơi dậy lên ý muốn giết Tiêu Chính Văn. Họ còn để tâm đến cảm xúc của Trần Hân nên mới mời người Thiên Sơn ra tay giúp đỡ, cũng không phải là không thể có trường hợp này. Hai, con khờ quá, bất kể là nhà họ Trần hay nhà họ Trương ở Thiên Sơn cũng không phải là người nhà họ Chu có thể đắc tội. Chu Hạo Nhiên thở dài, bất lực nói. Chu Hạo Nhiên vốn dĩ cũng là người trải qua nhiều thăng trầm. Nhưng lần này nhà họ Chu đúng là đã rơi vào cảnh tuyệt vọng. Nghe nói mấy chục năm nay nhà họ Chu ở tỉnh Xuyên cũng vô cùng khiêm tốn, thậm chí có người còn biết nhà họ Chu cũng là gia tộc võ thuật. Chính vì nhà họ Chu dù thực lực có hung hãn thế nào, cũng rất ít khi xảy ra mâu thuẫn với người khác để tránh tai họa. Nhưng bây giờ con gái ruột của Chu Hạo Nhiên lại chọc phải gánh nợ cực lớn này. Chu Hạo Nhiên là người lớn trong một gia tộc. Thậm chí còn không biết nên giải thích với người trong gia tộc thế nào. Hừ, từ khi linh khí khôi phục, người võ tông ngày càng chẳng coi ai ra gì, hở một tí là lấy mạng người, thậm chí là tiêu diệt cả gia tộc, hẳn nên giết loại người như thế. Nếu người Thiên Sơn đến đòi người từ nhà họ Chu thì chuyện con làm một mình con chịu, tuyệt đối sẽ không liên lụy đến nhà họ Chu. Chu Lâm Lâm siết chặt nắm đấm, kiên định nói. Đây là chuyện mà con muốn không liên lụy là được à? Quyền quyết định không ở trong tay con, Vân Kiếm Các Thiên Sơn không cần mặt mũi nữa sao? Bây giờ Thiên Sơn có thể nói danh tiếng vô cùng lừng lẫy trong võ tông. Vân Kiếm Các là đại diện trong thế tục của Thiên Sơn, cháu của trưởng lão Vân Kiếm Các bị giết, dù người kia không gây rắc rối cho nhà họ Chu thì nhà họ Chu cũng không qua được cửa ải Thiên Sơn. Dù nhà họ Chu là gia tộc võ thuật được lưu truyền mấy trăm năm nhưng lại chỉ như một con kiến gần hết hơi tàn khi ở trước mặt Thiên Sơn. Thậm chí người ta chỉ cần một ngón tay là có thể khiến cả nhà họ Chu tan thành mây khói. Lâm Lâm, con nhìn xem đây là cái gì? Nói xong Chu Hạo Nhiên lấy một tấm thiệp mời màu vàng ra. Nhìn thấy tấm thiệp này Chu Lâm Lâm cũng không khỏi sửng sốt. Là người thừa kế gia tộc võ thuật. Cô ta quá quen thuộc với những tấm thiệp của Đại hội Võ Lâm trong Võ Tông. Bố, đưa thiệp mời cho con đi một mình. Chu Lâm Lâm bước lên trước muốn lấy tấm thiệp mời trong tay Chu Hạo Nhiên. Chu Hạo Nhiên cười khổ, cất tấm thiệp vào người lắc đầu nói, người ta không mời con mà mời cả nhà họ Chu chúng ta. Hơn nữa còn chỉ đích danh, bảo bố con chúng ta nhất định phải tham gia. Nghe thế Chu Lâm Lâm cũng sửng sốt.
Cô ta không ngờ một lúc nhất thời kích động của mình lại làm liên lụy đến bố mẹ. Chu Lâm Lâm oan ức nói. Đối phương không nói gì nhiều đã vung kiếm tới, mình lại không thể hỏi thân phận lai lịch của hắn sau khi bị người kia đâm trúng. Hai, giờ có nói gì cũng đã muộn rồi, ba người kia đều là người của Vân Kiếm Các Thiên Sơn. Thiên Sơn không phải là nơi dễ chọc vào. À phải rồi, tại sao lại xảy ra chuyện này? Chu Hạo Nhiên nghiêm mặt hỏi. Con cũng không rõ cụ thể là tại sao lại đánh đến tận cửa, nhưng nhìn tình hình giữa họ thì không định để lại đường sống. Chu Lâm Lâm nói. Không thể nào, người Thiên Sơn sẽ không vô duyên vô cớ tìm đến một ông chủ cửa hàng đồ ngọc nhỏ bé. Người ta cũng có thể diện chứ. Chu Hạo Nhiên trầm giọng nói. Mặc dù người võ tông ngang ngược, nhưng tuyệt đối sẽ không ra tay quá mức với một ông chủ cửa hàng đồ ngọc. Chương 2433. Dù Chu Lâm Lâm còn trẻ cũng có thể nhìn ra, đây là vì muốn ra tay với nhà họ Chu nên Thiên Sơn mới cố ý gửi thiệp mời đến. Với danh tiếng của nhà họ Chu hiện nay đừng nói là tham gia đại hội võ lâm, dù đến xem với tư cách là khán giả cũng không được. Mà Thiên Sơn đặc biệt bảo người đưa thiệp mời đến, mục đích đã quá rõ ràng. Nếu nhà họ Chu từ chối, Thiên Sơn có thể sẽ lấy lý do xem thường võ tông mà giết cả nhà họ Chu. Nhưng nếu hai bố con Chu Lâm Lâm đến đó thật thì chẳng khác nào đâm đầu vào chỗ chết. Khi hai bố con họ chết rồi cũng là lúc nhà họ Chu gặp tai họa. Hạo Nhiên, thế chúng ta có thể không đi được không? Hay là chúng ta mời các trưởng lão vô tông nói giúp chúng ta? Mẹ Chu Lâm Lâm đứng lên lo lắng nói. Dù thế nào bà ấy cũng không thể nhìn chồng và con gái chết trước được. Thiệp mời mà Thiên Sơn phát, ai dám từ chối? Xem thường vô tông, chỉ tìm cớ cho Thiên Sơn giết sạch cả nhà họ Chu. Chu Hạo Nhiên lắc đầu. Lẽ nào chúng ta không có cách nào sao? Ít nhất cũng nên cho chúng ta một cơ hội để thanh minh sự thật. Mẹ Chu Lâm Lâm ngân ngấn nước mắt. Không sao, ngay cả thiên tử cũng không can thiệp vào chuyện nội bộ của võ tông, huống gì người đắc tội với Thiên Sơn lại là nhà họ Chu. Chu Hạo Nhiên khẽ mắt nhắm lại bất lực thở dài. Đại hội võ lâm là truyền thống được giữ gìn suốt mấy nghìn năm nay của võ tông, mục đích là thông qua phương thức đấu đá để lựa chọn ra thế hệ tiếp nối ưu tú nhất. Dù là mấy năm trước khi linh khí phục hồi, giới chính trị Hoa Quốc cũng tuyệt đối không can dự vào đại hội võ lâm. Năm đó, liên minh võ thuật ra tay với Tiêu Chính Văn cũng là xuất phát từ thông lệ này. Vừa nghĩ tới chuyện con gái mình sắp chết thảm trên võ đài, mẹ của Chu Lâm Lâm không kiềm nén được mà hét lên đầy bi thương. Chu Na Na ngồi bên cạnh khóc nức nở nói, có thể chị vẫn sống sót được thì sao? Chị cũng là cao thủ ở cảnh giới thiên vương cấp thiên 4 sao, con không tin thiên vương 4 sao. Chu Hạo Nhiên không khỏi cười khổ lắc đầu. Đối với những gia tộc lớn như nhà họ Chu mà nói, có một thiên vương 4 sao đã là cực hạn rồi. Nếu như không phải linh khí phục hồi thì e rằng ngay cả thiên vương 1 sao cũng chẳng có nốt. Thế nhưng dù là từ phương diện tài nguyên hay là từ các phương diện khác thì nhà họ Chu cũng hoàn toàn bị Thiên Sơn áp chế. Ai dám bảo đảm được phía Thiên Sơn sẽ không cử cao thủ ở cảnh giới thiên thần tới. Mấy người quá xem thường Thiên Sơn rồi, theo những gì tôi biết, trong thế hệ trẻ của Thiên Sơn không thiếu cao thủ ở cảnh giới thiên thần, dù là nhà họ Trương ở Thiên Sơn, Trương Lăng Phong cũng là một cao thủ ở cảnh giới thiên thần 1 sao. Theo những gì tôi biết thì lần này người bên họ cử tới là Đàm Hồng đã đột phá lên cảnh giới thiên thần được 3 năm. Lời này vừa mới thốt ra, hai mắt của mẹ Chu Lâm Lâm đột nhiên tối sầm lại, rồi ngất xỉu. Đàm Hồng, đây là một người xuất sắc trong số các đệ tử bên trong Thiên Sơn, hơn nữa còn là lớp thanh niên đầu tiên đột phá lên cảnh giới thiên thần sau khi linh khí phục hồi. Chương 2434. Được gọi là vương giả của thế hệ trẻ trong nước. Cái gì, bố đang nói tới Đàm Hồng thông thạo thiên tinh tuyệt sát trận của Thiên Sơn hả? Chu Lâm Lâm nghe thấy cái tên này thì đồng tử khẽ co lại, trái tim cũng lập tức như rơi xuống đáy vực. Người này không phách lối giống như mấy người Trương Lăng Phong, từ trước tới nay có rất ít người biết tới hắn. Thế nhưng nếu so về thực lực thì hai Trương Lăng Phong gộp lại cũng tuyệt đối không phải là đối thủ. Ngay cả lớp thanh niên hùng mạnh nhất thời điểm hiện giờ thấy Đàm Hồng cũng phải cúi đầu kính nể. Thật ra vẫn có tin đồn rằng kỳ thực Đàm Hồng đã có thể đột phá lên cảnh giới thiên thần huyền cấp 2 sao từ lâu, thế nhưng vì muốn lĩnh hội tầng sâu hơn của trận pháp nên hắn vẫn áp chế thực lực chưa đột phá lên.
Gặp phải một cường địch như Đàm Hồng, có 10 Chu Lâm Lâm hợp lực lại cũng không thể tạo nên kỳ tích. Hơn nữa, trên danh sách phân nhóm quyết chiến lần này, đối thủ của con chính là Đàm Hồng. Bây giờ chắc là con đã rõ rồi nhỉ? Chu Hạo Nhiên bất lực nói. Bảo một cường giả ở cảnh giới thiên thần một sao đối đầu với cảnh giới thiên vương 4 sao thì kết cục không cần phải nói cũng quá rõ rồi. Dù là như vậy, bên ngoài cũng không có bất kỳ âm thanh bất mãn nào, cả võ tông, thậm chí không có một ai chịu đứng ra nói đỡ cho nhà họ Chu. Có thể thấy tất cả mọi người đều đạt được sự đồng thuận, nhất định phải lấy tính mạng của người nhà họ Chu để ra oai cho võ tông. Nếu như không phải cường giả ngoài lãnh thổ vẫn chưa trở về toàn bộ thì e rằng bây giờ nhà họ Chu chúng ta đã không còn tồn tại nữa rồi. Chu Hạo Nhiên thở dài một hơi, bất lực nói. Anh cả, lẽ nào chúng ta không thể nghĩ cách khác sao? Hoặc là dùng một phần tài sản của nhà chúng ta đổi lấy sự tha thứ của đối phương. Dù gì, Lâm Lâm cũng không hề biết chuyện, lòng Chu Hạo Vũ nóng như lửa đốt. Phen này không chỉ có Chu Lâm Lâm phải chết mà ngay cả Chu Hạo Nhiên cũng sẽ bỏ mạng. Không thể trơ mắt nhìn hai bố con họ đi nộp mạng như thế được. Còn có cách gì được nữa? Thật ra mạng của tôi và Lâm Lâm đã không còn quan trọng nữa rồi. Nếu như giết hai bố con tôi mà có thể giành được cơ hội tiếp tục tồn tại cho nhà họ Chu thì hai người chúng tôi có chết cũng không hối hận. Nói không chừng sau này sẽ còn phát sinh thêm biến số, tới lúc đó dù chỉ giữ lại cho nhà họ Chu chúng ta một mồi lửa thôi cũng tốt. Chu Hạo Nhiên trầm giọng nói. Anh cả, chỉ bằng chúng ta mang chút quà tới gặp nhà họ Trương đi. Chu Hạo Vũ không chịu bỏ cuộc, nói. Địa vị của nhà họ Trương ở Thiên Sơn rất đặc thù, chỉ cần nhà họ Trương có thể ra mặt, chuyện này có lẽ vẫn có thể lay chuyển được. Chu Hạo Nhiên nghe vậy thì cười khổ, nói, bây giờ ngay cả Trương Lăng Phong cũng đã công khai ủng hộ cuộc giao đấu giữa Đàm Hồng và Lâm Lâm, chú cho rằng nhà họ Trương sẽ còn giúp chúng ta hay sao? Nghe thấy lời này, ngay cả Chu Lâm Lâm cũng không kiềm nén được mà bật khóc. Chỉ có điều cô ta không hối hận về những chuyện mình đã làm mà cảm thấy áy náy khi đã liên lụy tới bố mẹ. Lúc này, bên phía Tiêu Chính Văn cũng đã xảy ra chuyện lớn. Chương 2435. Trần Thiên Quốc đang dẫn mấy người mặc đồng phục quản lý thị trường bước vào trong tiệm ngọc. Vừa bước vào cửa đã dán đầy giấy niêm phong lên trên các quầy hàng của tiệm ngọc. Nhìn thấy Tiêu Chính Văn bước ra từ sân sau, Trần Thiên Quốc cười lạnh lùng, nói cậu Tiêu, mấy ngày trước tôi đã cảnh cáo cậu rồi, đáng tiếc cậu lại coi lời tôi nói như gió thoảng qua tai. Xin lỗi, có người trình báo với chúng tôi, ngọc mà mấy người bán ra có vấn đề về chất lượng, chúng tôi nghi ngờ mấy người làm đồ giả lừa gạt người tiêu dùng, vậy nên kể từ ngày hôm nay đồ ngọc ở chỗ mấy người không được phép bán tiếp. Nhân viên quản lý mặc đồng phục kia chắp hai tay sau lưng, thẳng thừng lên tiếng. Đi theo Trần Thiên Quốc xử lý mọi việc, trong lòng hắn rất tự tin, hơn nữa chỉ cần xử lý ổn thỏa thì nói không chừng sau này sẽ còn có cơ hội để thăng tiến thêm nữa. Hơn nữa, lần này trước khi đi Trần Thiên Quốc cũng đã nói. Chỉ cần chuyện này xử lý thỏa đáng sẽ tuyệt đối không để cho hắn mạo hiểm vô ích. Bây giờ Hoa Quốc đã không còn giống như ban đầu nữa, chỉ cần có quan hệ là có thể bảo người của giới chính trị làm việc cho mình. Chỉ cần liên quan đến chuyện làm việc cho người có dây dưa với võ tông thì lập tức sẽ bị điều tra nghiêm khắc. Trần Thiên Quốc làm như vậy cũng là để cho hắn cảm thấy yên tâm hơn. Tôi đã từng khuyên răn cậu rồi, chỉ cần tôi muốn thì sẽ có hàng vạn phương pháp khiến cái tiệm ngọc này của cậu không thể kinh doanh tiếp nữa. Trần Thiên Quốc cười khẩy lên tiếng. Thế nhưng ông ta vừa mới nói dứt câu, không đợi Tiêu Chính Văn lên tiếng. Lục Thiên Lăng đã dẫn theo một người đàn ông trung niên mặc vest bước vào bên trong. Ông Trần, dù ông có chút thế lực ở Sơn Thành thì cũng không thể một tay che trời được đâu, Lục Thiên Lăng cười nhạt lên tiếng. Người đàn ông mặc đồng phục đứng bên cạnh Trần Thiên Quốc vừa nhìn thấy người đàn ông mặc vest thì lập tức sợ tới mức mặt mày trắng bệch. Người này là chủ tịch của thành phố Sơn Thành bọn họ. Xếp Lục, Trần Thiên Quốc lạnh lùng quan sát Lục Thiên Lăng, trong ánh mắt không hề sợ hãi. Nhà họ Lục là tay sai của nhà họ Lãnh, giống với nhà họ Lãnh, không quen thân với bất kỳ môn phái võ tông nào. Thế nhưng không biết vì lý do gì, tất cả võ tông của tỉnh Xuyên đều hết sức e sợ nhà họ Lãnh. Thế nhưng nhà họ Trần lại là thế gia võ thuật của chính tông, quan hệ với võ tông hết sức thần bí, có thể nói nhà họ Trần và nhà họ Lãnh mỗi người mỗi ngả, thế lực ngang nhau.
nếu thật sự xét ta thì Lục Thiên Lăng còn thấp hơn Trần Thiên Quốc tận mấy bậc. Ông Trần, tôi biết rõ nhà họ Lục chúng tôi tuyệt đối không phải đối thủ của nhà họ Trần, thế nhưng sếp Lãnh cũng đã nói anh Tiêu kinh doanh hợp pháp, bất cứ ai dám cả gan gây phiền phức cho anh Tiêu thì cũng chính là đối đầu với nhà họ Lãnh. Lục Thiên Lăng nói không chút nhượng bộ. Ồ, vậy thì cũng có thể nói nhà họ Lãnh muốn tuyên chiến với nhà họ Trần chúng tôi chỉ vì tiệm ngọc nhỏ bé này sao? Trần Thiên Quốc hơi nhíu mày. Quả thực ông ta có thể không coi Lục Thiên Lăng ra gì, thế nhưng lại không thể xem thường sự tồn tại của nhà họ Lãnh. Thủ đoạn xưa kia của Lãnh Kế Hồng cũng đã vô cùng nổi tiếng khắp cả tỉnh Xuyên. Ông Trần, tôi khuyên ông một câu, tốt nhất đừng gây chuyện thị phi, nếu không ông không gánh nổi hậu quả đâu. Chương 2436. Lục Thiên Lăng nói với gương mặt lạnh tanh. Cậu, Trần Thiên Quốc tức tới độ mặt mày trắng bệch. Ông Trần, chuyện gì cũng phải nghĩ kỹ rồi hẵng làm, nhà họ Trần có thể đứng vững ở tỉnh Xuyên được hay không, thái độ của ông Lãnh cũng hết sức quan trọng. Đừng vì nhất thời kích động mà hủy hoại cả tương lai của nhà họ Trần. Lục Thiên Lăng tiếp tục uy hiếp. Nghe thấy lời này, sắc mặt của Trần Thiên Quốc đã u ám tới cực điểm, ông ta lạnh lùng liếc nhìn Tiêu Chính Văn rồi nói, tên họ Tiêu kia, xem ra trước đây tôi đã đánh giá thấp cậu rồi. Trần Thiên Quốc không thể ngờ rằng, một chủ tiệm ngọc tầm thường lại có thể khiến Lãnh Kế Hồng công khai gây áp lực cho nhà họ Trần. Hơn nữa, có được sự ủng hộ của nhà họ Lãnh, sau này nhà họ Trần cho dù thật sự muốn đối phó với Tiêu Chính Văn, e rằng cũng phải suy nghĩ lại. Nghĩ tới đây, Trần Thiên Quốc cười khẩy, nói với vẻ mặt u ám, ừ, giỏi lắm. Cậu thật sự rất giỏi. Chúng ta cứ chờ mà xem. Nói xong, ông ta vẫy tay, nói với người mặc đồng phục bên cạnh, chúng ta đi thôi. Đường đường là nhà họ Trần lại thua dưới tay một ông chủ tiệm ngọc nhỏ, quả thật khiến cho Trần Thiên Quốc cảm thấy rất mất mặt. Ông ta thầm nghĩ, trước đây ông ta thật sự đã đánh giá thấp Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, người chống lưng cho cậu có phải là nhà họ Chu không? Nhưng bây giờ nhà họ Chu cũng không thể tự bảo vệ mình, chỉ dựa vào gia tộc kinh doanh như nhà họ Lãnh thì có thể che chở cho cậu được bao lâu? Trước khi ra khỏi cửa, Trần Thiên Quốc không cam lòng quay đầu lại và lạnh lùng nói. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày, hỏi, hôm nay sao Chu Lâm Lâm không đi làm? Một cậu nhân viên bên cạnh nghe vậy vội vàng bước lên phía trước, nhỏ giọng nói với Tiêu Chính Văn, ông chủ, ở nhà Lâm Lâm xảy ra chuyện, hơn nữa, cô ấy cũng vừa mới gọi điện đến. Xảy ra chuyện, Tiêu Chính Văn ngạc nhiên hỏi, nhà họ Chu xảy ra chuyện gì? Ông chủ, chuyện là như vậy, sáng hôm qua sau khi anh rời đi, có mấy người mặc áo đạo sĩ đã đến đây. Hơn nữa bọn họ vừa đến đã xông vào chém giết. Chỉ là chúng tôi không ngờ rằng Lâm Lâm cũng là một võ giả, còn dạy dỗ mấy người đó một trận, hai người trong số đó còn bị Lâm Lâm giết ngay tại chỗ. Sáng sớm hôm nay, Lâm Lâm gọi điện nói, những người này có quan hệ với Thiên Sơn, hơn nữa bên Thiên Sơn bây giờ đã nhắm vào gia tộc của cô ấy rồi. Thật ra hôm qua lúc anh về, chúng tôi đã định cho anh biết chuyện này, nhưng Lâm Lâm không cho. Sáng sớm hôm nay cô ấy chỉ gọi điện đến nói rằng sau này có lẽ cô ấy sẽ không thể đến làm nữa. Nói xong, cậu nhân viên đó lập tức cúi đầu xuống. Trong khoảng thời gian Chu Lâm Lâm ở đây làm việc, cô ấy đều rất hòa đồng với mọi người, hơn nữa, ẩn ý trong cuộc điện thoại của cô ấy cũng đã rõ mồn một. Có lẽ Chu Lâm Lâm sẽ bị Thiên Sơn xử lý trong thời gian ngắn, đến lúc đó, chỉ sợ rằng sẽ lành ít dữ nhiều. Lại là Thiên Sơn. Sắc mặt Tiêu Chính Văn lạnh tanh, anh lạnh lùng nói. Ông chủ, có cần tôi nói chuyện này với sếp Lãnh, để ông ấy ra mặt không? Lục Thiên Lăng vội vàng bước đến nói. Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, e rằng Thiên Sơn sẽ không nể mặt ông ta, tôi vẫn nên đích thân đi một chuyến thôi. Chương 2437. Tiêu Chính Văn nói xong, hất tay với Lục Thiên Lăng. Năm đại danh Sơn bây giờ đã trở thành đấng tối cao của Hoa Quốc. Sao có thể nể mặt Lãnh Kế Hồng? Ngay cả khi thiên tử đích thân mở lời, cũng chưa chắc có thể khiến năm đại danh Sơn phải cúi đầu. Cũng như những gì xảy ra ở Đại Lương Sơn trong khoảng thời gian trước. Cho dù các võ tông ép phong tỏa núi, giới chính trị cũng tuyệt đối không can thiệp vào việc nội bộ của võ tông. Hơn nữa, Tiêu Chính Văn không muốn Lãnh Kế Hồng bị lôi vào chuyện này. Nhà họ Lãnh chỉ là một gia tộc kinh doanh bình thường càng ít xung đột với người của võ tông thì càng tốt. Anh Tiêu, đối phương là Thiên Sơn đấy, không dễ trêu chọc chút nào đâu,
lỡ như lần này anh đi rồi có chuyện không may, vậy, Lục Thiên Lăng nói đến đây cũng không dám nói thêm nữa. Lỡ như Tiêu Chính Văn vào Thiên Sơn rồi bị người trong Thiên Sơn chơi xấu, đến lúc đó, chỉ e rằng ngay cả cơ hội báo thù cũng không có. Tuy rằng bản thân Lục Thiên Lăng cũng không muốn thừa nhận, nhưng từ khi linh khí khôi phục đến nay, năm đại danh Sơn thật sự có quá nhiều cường giả cảnh giới thiên thần. Cho dù là cảnh giới thiên thần một sao cũng đã có thể xem thường võ thuật. Vì vậy, ngay cả cảnh sát cũng không dám tùy tiện đến năm đại danh Sơn để điều tra phá án. Thiên Sơn thì đã sao? Chẳng lẽ Thiên Sơn không thuộc về Hoa Quốc sao? Không ai có thể giết hại người dân của Hoa Quốc một cách vô cớ. Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói với giọng lạnh tanh. Mà ngay lúc này, lại một tin tức nóng hổi khác đã lan truyền khắp trên Internet. Nhắm thẳng vào Tiêu Chính Văn, bài viết còn nói rằng lý do mà lúc trước Tiêu Chính Văn có thể đánh bại các cường giả từ vùng ngoài lãnh thổ trở về chẳng qua là vì sau lưng có cái bóng của phái Quang Minh. Hơn nữa, người viết bài viết đó còn nói ra tên trận pháp mà Tiêu Chính Văn đã sử dụng vào lúc đó. Thiên Tinh Cửu Diệu, đó là một tuyệt kỹ độc nhất vô nhị của sáng thế chủ Hạo Thiên của phái Quang Minh, sao một cường giả cảnh giới thiên thần một sao như Tiêu Chính Văn lại có thể sử dụng đến thuần thục như vậy? Hơn nữa, trước giờ phái Quang Minh vừa là phe thiện vừa là phe ác. Hành động lần này của Tiêu Chính Văn chẳng khác gì phản quốc. Nội dung trong bài viết rất có lý lẽ và căn cứ. Hơn nữa, chỉ cần là cao thủ của võ tông thì hầu như đều biết được tuyệt kỹ của sáng thế chủ Hạo Thiên, lại càng biết rõ sáng thế chủ Hạo Thiên đã đột phá đến cảnh giới nhân vương từ lâu. Một cao thủ nhân vương giết vài cường giả vùng ngoài lãnh thổ cảnh giới thiên thần thật dễ như lấy đồ từ trong túi ra. Tôi không tin, người viết bài viết này chắc chắn là có mục đích khác, lúc đó tôi cũng ở Trần Gia Phố, vua Bắc Lương vì muốn bảo vệ người dân Hoa Quốc nên mới đột nhiên ra tay thôi. Hơn nữa, lúc anh ấy tàn sát tứ phía ở đại hội thi đấu võ thuật tôi cũng đã tận mắt chứng kiến, hoàn toàn không có cái bóng nào của sáng thế chủ Hạo Thiên cả. Đúng vậy, chúng tôi tin vua Bắc Lương trong sạch, anh ấy không thể là kẻ phản bội của Hoa Quốc. Chương 2438. Hừ, tôi cho rằng những người này có dụng ý khác, muốn bôi nhọ vua Bắc Lương, phủ nhận chiến công của anh ấy đối với Hoa Quốc. Trong nháy mắt, trên mạng có rất nhiều tiếng nói chửi mắng. Tất cả người dân của Hoa Quốc đều lên tiếng thay cho Tiêu Chính Văn. Đương nhiên cũng có những tiếng nói khác. Nhưng những gì người ta nói rất có cơ sở và hợp lý. Tôi có một đứa bạn đang học nghề ở Hoa Sơn, anh ta đã hỏi thầy của mình, Thiên Tinh Cửu Diệu thật sự là tuyệt kỹ của sáng thế chủ Hạo Thiên. Đúng thế, tôi cũng đã hỏi thầy của tôi, đó là tuyệt kỹ tàn sát tứ phía của sáng thế chủ Hạo Thiên, thầy của tôi còn nói. Người chưa đến cảnh giới nhân vương vốn không thể sử dụng được sức mạnh lớn như vậy. Tiêu Chính Văn lúc ấy đang ở cảnh giới nào chứ, chỉ mới là cảnh giới thiên thần một sao. Trong lúc nhất thời, người của hai phe đã cãi nhau trên mạng, thậm chí còn có người bắt đầu công kích Tiêu Chính Văn. Mà vào giờ phút này, ở tổng bộ Hắc Băng Đài của Hoa Quốc, Tần Vũ đang lạnh lùng nhìn người thanh niên bên cạnh. Người này đang bắt chéo chân, hoàn toàn xem thường ánh mắt của Tần Vũ. Hắn chỉ lo xem những bình luận tiêu cực trên mạng, còn không ngừng gật đầu. Hắn tên là Vương Quốc Xương. Kể từ khi linh khí khôi phục, để tránh xảy ra quá nhiều mâu thuẫn với giới chính trị, nên năm đại danh Sơn đã chọn ra một nhóm người đại diện cho Võ Tông đến giới chính trị xử lý chuyện của Võ Tông. Hơn nữa, còn hợp nhất với Hắc Băng Đài thành một nơi. Bây giờ người này và Tần Vũ có quan hệ ngang hàng, hai bên đều không lệ thuộc vào nhau, cũng không can thiệp lẫn nhau. Nhưng ngược lại, chức quyền của Vương Quốc Xương lại lớn hơn Tần Vũ. Tổng tư lệnh Tần, anh không khát nước sao? Anh cũng đã nhìn cả buổi rồi, nhưng lại không có lấy một giọt nước. Vương Quốc Xương ngước đầu đắc ý nhìn về phía Tần Vũ. Thật ra trước đây hắn chỉ là một nhân vật nhỏ trong số những thuộc hạ của Tần Vũ mà thôi. Lần này được năm đại danh Sơn tuyển chọn, bên trong chắc chắn có cuộc giao dịch nội tình rất phức tạp. Một người biết rõ về Hắc Băng Đài và giới chính trị khi đứng đối lập với giới chính trị, chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt. Chính vì trước đây, ngay cả tư cách nói chuyện với Tần Vũ hắn cũng không có, cho nên bây giờ hắn mới cố tình ra vẻ ta đây trước mặt Tần Vũ. Có một số việc, tôi khuyên anh không nên làm quá mức, có những lời không thể tùy tiện nói ra được vào một lúc nào đó. Tần Vũ lạnh lùng nói. Xem ra Tổng tư lệnh Tần vẫn giữ tính cách xấu đó. Nhưng thời thế thay đổi rồi,
dư luận bây giờ không phải là lời nói của một mình Tiêu Chính Văn nữa. Hơn nữa, chuyện này không liên quan đến giới chính trị, tất cả đều là do Tiêu Chính Văn tự mình gây ra. Vương Quốc Xương vừa thổi hơi nóng trong ly trà vừa thờ ơ nói. Hừ, chiến công của Tiêu Chính Văn đối với Hoa Quốc, không bao giờ có thể bị gièm pha. Tần Vũ đập bàn đứng phắt dậy. Chương 2439. Năm đó, nếu không phải Tiêu Chính Văn đã một tay giết chết hơn chục cường giả ngoài lãnh thổ cảnh giới thiên thần, thì làm gì có Hoa Quốc như bây giờ? E rằng từ mấy năm trước, Hoa Quốc khắp nơi đều là xác chết, máu chảy thành sông. Vậy mà bây giờ, những người này không những không cảm kích Tiêu Chính Văn, mà bọn họ còn bôi nhỏ công lao của Tiêu Chính Văn. Tổng tư lệnh Tần, anh đừng kích động. Hơn nữa người ta nói gì cũng rất có lý, nếu trong lòng Tiêu Chính Văn có gì khuất tất thì có thể đứng lên phản bác, cũng có thể tổ chức họp báo mà. Đường đường là vua Bắc Lương, vậy mà không có dũng khí tổ chức họp báo nói rõ chân tướng mọi việc hay sao? Hơn nữa, danh tiếng của Tiêu Chính Văn có liên quan đến Hoa Quốc thế nào, lẽ nào anh không biết Võ Thần Tông có mưu đồ lật đổ thiên tử sao? Vương Quốc Xương ngẩng đầu nhếch mép cười, bắt gặp ánh mắt của Tần Vũ. Anh, Tần Vũ vô cùng tức giận, nhưng không nói được lời nào. Hừ, Tổng tư lệnh Tần, có một số chuyện chúng ta không thể giải thích rõ ràng trong một vài lời. Hơn nữa, không ai trong chúng ta là đương sự trong chuyện này. Vương Quốc Xương nói, đặt chén trà trong tay xuống, mặt đầy vẻ đắc ý. Vương Quốc Xương, lẽ nào anh không sợ Tiêu Chính Văn tính sổ với các người sao? Tần Vũ cố gắng nhẫn nhịn cơn tức giận muốn đánh chết Vương Quốc Xương, quát lên. Thật nực cười, Tổng tư lệnh Tần, anh đừng quên, bây giờ tôi không còn là đại diện của giới chính trị nữa, mà là đại diện của năm đại danh sơn. Bây giờ có cao thủ cảnh giới thiên thần của năm đại danh sơn đã trở lại rồi. Tiêu Chính Văn dám động đến tôi, dám giết tôi sao? Vương Quốc Xương tự tin chế nhạo. Vương Quốc Xương, tôi khuyên anh một câu, tôi hiểu rõ tính cách của Tiêu Chính Văn hơn anh. Sở dĩ bây giờ cậu ấy vẫn không đứng lên phản bác, chính là vì cậu ấy không có hứng thú với những thứ hư danh này. Nhưng người của Võ Tông các anh cũng đừng quá tự phụ. Bằng không ngày chết sắp cận kề rồi đấy. Tần Vũ lạnh lùng nói. Ngày chết, ha ha ha, đây là lời nói đùa hài hước nhất mà tôi từng nghe đấy. Đây là ngày chết của ai e là còn chưa biết đâu. Vương Quốc Xương lạnh lùng đáp. Vương Quốc Xương, anh muốn nói gì cũng được. Hôm nay tôi tới gặp anh không phải để cãi nhau, mà chỉ là muốn khuyên anh một câu mà thôi. Đừng quên những bài học như ông Lạc hay ông Long. Một khi Tiêu Chính Văn gióng trống phất cờ trở lại giới chính trị, thì những ngày tháng tốt đẹp của các anh sẽ kết thúc đấy. Vương Quốc Xương vẫn nhìn chằm chằm Tần Vũ với vẻ giễu cợt, hắn không hề để tâm đến những lời này. Tổng tư lệnh Tần, anh cứ tự lo cho bản thân mình đi. Không bao lâu nữa đâu, ngay cả Hắc Băng Đài cũng sẽ không còn tồn tại được. Vương Quốc Xương giễu cợt nói. Chương 2440. Cho đến khi Tần Vũ rời đi, Vương Quốc Xương mới vẫy tay gọi thư ký. Tổng tư lệnh Vương, bây giờ tin tức tiêu cực về Tiêu Chính Văn đang lan tràn khắp nơi, chúng ta có cần thêm lửa nữa không? Thư ký vừa nói vừa nở nụ cười xấu xa. Chuyện này không cần chúng ta lo, tự khắc sẽ có người làm. Bây giờ chúng ta chỉ cần tìm ra tung tích của Tiêu Chính Văn rồi báo cho năm đại danh sơn là được. Vương Quốc Xương nói với ánh mắt lạnh lùng. Tổng tư lệnh Vương, điều tra tung tích của anh ta không hề dễ. Theo tôi được biết, thuật biến đổi khuôn mặt của Tiêu Chính Văn vô cùng cao minh, rất có khả năng, anh ta chính là chân truyền của Hắc Băng Đài. Sau khi biến đổi khuôn mặt, cho dù anh ta đi ngang qua chúng ta cũng sẽ không thể nhận ra anh ta. Thư ký nói với vẻ mặt khó xử. Thực ra, với tư cách là người của Hoa Quốc, trong lòng thư ký hiểu rất rõ chuyện này. Năm đó nếu không có Tiêu Chính Văn thì e rằng Hoa Quốc đã không còn một ai sống sót. Vậy mà bây giờ, chỉ vài năm sau, những người này đã bắt đầu đứng lên chất vấn và thậm chí là bôi nhọ Tiêu Chính Văn, điều này quả thực là hơi quá đáng. Nhưng bề ngoài hắn vẫn phải ủng hộ hành động của Vương Quốc Xương. Hừ, biến đổi khuôn mặt, cũng không phải ai bên cạnh anh ta cũng biến đổi khuôn mặt được. Theo tôi biết, ở tỉnh Xuyên còn có nhà họ Lãnh có quan hệ mật thiết với nhà họ Tiêu. Hơn nữa, cho đến bây giờ, vẫn không có ai dám động đến địa vị của nhà họ Lãnh ở tỉnh Xuyên, điều này cho thấy Tiêu Chính Văn vẫn luôn được nhà họ Lãnh bảo vệ.
Vương quốc Xương được chọn vào năm đại danh sơn cũng là điều khá có lý. Một kẻ tiểu nhân như hắn sẽ trở thành con chó trung thành nhất của năm đại danh sơn, miễn là có thể đạt được điều mình muốn. Thực ra hắn cũng biết rõ, lúc này năm đại danh sơn cũng đang lo lắng về Tiêu Chính Văn. Nếu không, với địa vị của đại danh sơn lúc này, chắc hẳn thiên tử đã bị đuổi khỏi ngai vàng từ lâu rồi. Chính vì sự tồn tại tiềm ẩn của Tiêu Chính Văn cho nên bọn họ vẫn chưa ra tay. Với sự trở lại của những cường giả cảnh giới thiên thần từ những đại danh sơn, năm đại danh lớn đã chuẩn bị sẵn sàng để vây bắt Tiêu Chính Văn. Năm đó, 11 trưởng lão Hoa Sơn vẫn chưa đạt được nguyện vọng, nhưng bây giờ, năm đại danh sơn có thể phái thêm rất nhiều cao thủ mạnh, nếu một người không được thì 10 người. 10 người không được thì 20 người, cho đến khi tiêu diệt được cái gai trong mắt như Tiêu Chính Văn mới thôi. Tần Vũ ra ngoài, mở cửa rồi lên xe. Lúc này, Dương Linh Nhi đang ngồi ở ghế phụ xe, quay đầu nói với Tần Vũ, Tổng tư lệnh Tần, Tổng tư lệnh Vương nói thế nào? Hừ, còn có thể nói gì chứ? Nếu anh ta muốn chết thì chúng ta cũng không cần ngăn cản. Tần Vũ lạnh lùng nói. Tần Vũ có dự cảm, bây giờ võ tông càng trở nên hung hãn thì thế tục sẽ ngày càng hỗn loạn, có thể nói, ngày Tiêu Chính Văn trở lại đỉnh cao sẽ không còn xa nữa. Chương 2441. Đến lúc đó, đám người võ tông phạm phải vô số tội ác kia sẽ bị Tiêu Chính Văn xử lý từng tên một. Khi đó, e rằng máu sẽ lại chảy thành sông. Dương Linh Nhi khẽ gật đầu. Tần Vũ nói đúng, ngày Tiêu Chính Văn trở về sẽ là cái chết của đám người này. Cả đời Tiêu Chính Văn đều vì lợi ích của Hoa Quốc, để người dân Hoa Quốc được an cư lạc nghiệp. Bây giờ đám người này đang làm cho cả Hoa Quốc trở nên hỗn loạn, làm sao Tiêu Chính Văn có thể bọn họ được yên. Tôi thật sự hy vọng anh Tiêu có thể sớm trở lại, chỉ có anh ấy mới có thể khôi phục lại cho người dân Hoa Quốc một mảnh đất hòa bình. Dương Linh Nhi xúc động nói. Lúc này, Tiêu Chính Văn đang trên đường đến Thiên Sơn. Ngồi trên máy bay, Tiêu Chính Văn đang nhắm mắt nghỉ ngơi, đồng thời nhớ lại nội dung của Thiên Sơn thư lục. Trong đó có một câu đã thu hút sự chú ý của Tiêu Chính Văn, đại khái là cơ thể con người chính là một vũ trụ nhỏ. Mà khoa học hiện đại cũng đã khẳng định điều này, trên thực tế, cơ thể con người dù là não hay cơ thể cũng chỉ khai thác được 5% mà thôi. Còn 95% còn lại gần như không thể tiếp tục khai thác. Mục đích của việc học võ chính là để phát triển 95% còn lại trong cơ thể. Sau khi đạt đến cảnh giới thiên thần, Tiêu Chính Văn cảm thấy tiềm lực trong cơ thể chỉ mới phát huy được 10%. 90% còn lại vẫn chưa phát huy được hết. Đây sẽ là một quá trình rất dài. Chính vì điều mà khoảng cách giữa cảnh giới thiên thần và cảnh giới thiên vương là một trời một vực. Vì chỉ sau khi đạt đến cảnh giới thiên thần, mới có thể cảm nhận được sự biến hóa thật sự trong cơ thể. Có nghĩa là cảnh giới thiên vương sẽ phát triển cơ thể con người lên một cấp độ hoàn toàn mới. Bây giờ linh khí đang khôi phục, cường giả đang trở lại, thời gian còn lại đối với Tiêu Chính Văn là vô cùng gấp gáp. Cho nên cả lúc ăn lẫn lúc ngủ, Tiêu Chính Văn đều chưa từng buông lơi. Những rắc rối này sớm được giải quyết ngày nào thì anh sẽ sớm đạt được cấp độ hoàn toàn mới ngày đó. Đến lúc đó, Tiêu Chính Văn mới có khả năng bảo vệ tất cả những gì anh muốn bảo vệ. Lúc này, ở thị trấn Dư Gia dưới chân núi Thiên Sơn đã chật cứng người. Vô số môn chủ võ tông cùng đệ tử đã tụ tập ở đây. Người của nhà họ Chu đương nhiên cũng nằm trong số đó. Vừa tới nơi, Chu Hạo Nhiên đã có thể cảm nhận rõ ràng từng đôi mắt không mấy thiện cảm đang nhìn mình và Chu Lâm Lâm. Nhà họ Đàm, sao ngay cả bọn họ cũng ở đây? Chu Hạo Nhiên đột nhiên bắt gặp ánh mắt không mấy thiện cảm của vài người, nói với vẻ kinh hoàng. Chương 2442. Nhà họ Đàm cũng không phải là gia đình quyền quý gì ở tỉnh Xuyên, nhưng lại vô cùng nổi tiếng ở Hoa Quốc. Nhà này có hai người tuổi còn trẻ mà đã có khả năng đột phá cảnh giới thiên thần. Dù sau khi linh khí khôi phục, lứa người trẻ tuổi của Võ Tông và năm đại danh sơn có không ít người đột phá cảnh giới thiên thần. Nhưng gia tộc có mạnh hơn nữa cũng không thể nào so được với Võ Tông và năm đại danh sơn. Vì vậy, nhà họ Đàm lại là gia đình xuất sắc trong các gia tộc. Hơn nữa, nhà họ Đàm không chỉ vượt xa người khác trên con đường võ đạo, mà kể cả trên phương diện sản nghiệp cũng là một gia tộc lớn với tài sản hàng tỷ tệ. Trong tất cả các gia tộc võ đạo quyền quý ở Hoa Quốc mà nói,
nhà họ Đàm chắc chắn là nhân vật hàng đầu. Sau khi liếc mắt nhìn mấy người nhà họ Đàm, Chu Hạo Nhiên lập tức thu hồi ánh mắt, vừa quay đầu đã thấy tông chủ Thiên Thanh Tông đang nhìn thẳng qua bên này. Hơn nữa, vẻ mặt đối phương còn vô cùng nghiêm túc, không mấy thiện cảm. Chu Lâm Lâm cũng nhìn qua ông cụ bên cạnh, ông cụ dửng dưng nhìn mấy người nhà họ Chu, vẻ mặt không hòa hoãn cũng không mang ý thù địch. Ông cụ này chính là các chủ của Thiên Phong Các. Nghe nói, sau khi linh khí khôi phục không lâu, người này đã đột phá cảnh giới thiên thần, giờ đã là cường giả cảnh giới thiên thần một sao. Mà bây giờ, đã 5 năm trôi qua, thực lực chắc hẳn cũng tăng lên không ít. Có thể nói, không chỉ Tỉnh Xuyên, kể cả gia tộc quyền quý nổi danh và tông môn cũng phái đại diện tới. Hơn nữa, bất kỳ môn phái nào có mặt hôm nay cũng là những sự tồn tại mà nhà họ Chu không dám chọc vào. Chọn bừa một người trong những người này cũng đủ gây chấn động một phương, hoặc quyền uy một cõi. Trước mắt họ, nhà họ Chu nhỏ bé như con sâu con kiến. Trong ánh nhìn chằm chằm của mọi người, Chu Hạo Nhiên bỗng thấy áp lực như núi lớn, mỗi một bước đi nặng như đeo ngàn cân. Nhà họ Chu, lúc này... Một người mặc đạo bào của đệ tử quan môn Thiên Sơn tiến lên một bước, chắp tay ôm quyền hỏi Chu Hạo Nhiên. Chu Hạo Nhiên vội vàng gật đầu đáp, tôi là Chu Hạo Nhiên. Ừ, lại đây ngồi đi. Vừa nói, người đệ tử Thiên Sơn kia vừa cười khẩy, dẫn Chu Hạo Nhiên đi tới hàng trước. Trong lúc bước đi, trong lòng Chu Hạo Nhiên cũng thầm thấy không ổn. Dựa vào thực lực của nhà họ Chu, đừng nói là ngồi hàng đầu. Cho dù ngồi ở hàng chót cùng với những người này cũng đã là vinh hạnh trời cao ban cho. Để người nhà họ Chu ngồi ở hàng trước, chỉ có một khả năng, đó là đối phương sẽ ra tay với nhà họ Chu bất cứ lúc nào. Ngồi hàng đầu là để cho người nhà Chu không có chỗ trốn mà thôi. Theo Chu Hạo Nhiên đi từng bước một về phía hàng đầu tiên, từng ánh mắt lạnh thấu xương liên tiếp nhìn về phía hai bố con ông ta. Chương 2443. Nhất là người đàn ông trẻ tuổi, khí thế phi phàm đang ngồi trên khán đài cao cao. Người này khí thế hiên ngang, không giận vẫn uy. Nhưng đối với người nhà họ Chu thì lại cảm thấy như đang bị áp bức bởi một sức mạnh vô hình. Ngay khi ánh mắt cùng va phải người này, trong lòng Chu Lâm Lâm trở nên nặng nề, cảm giác nóng ruột khó mà giải thích nổi bỗng dấy lên. Đàm Hồng, nhân tài xuất sắc của phái Thiên Sơn, đã đột phá cảnh giới thiên thần một sao. Trong số những người trẻ tuổi cùng trang lứa, hắn là một cao thủ tuyệt thế. Mà bên người hắn còn có một người đàn ông trông hết sức nho nhã đang ngồi. Người này đang cười cười nói với Đàm Hồng, nhìn là biết quan hệ của hai người họ không tầm thường. Toàn bộ đại hội võ lâm, hầu như không ai không biết, không ai không hiểu, hắn chính là thiếu niên thiên tài của nhà họ Trương ở Thiên Sơn Trương Lăng Phong. Thấy hai vị cường giả cảnh giới thiên thần một sao cùng tuổi cùng ngồi đó. Chu Lâm Lâm không khỏi sững sờ. Vừa nãy những người đó đã mang đến cho cô ấy áp lực quá lớn, nhưng so với hai người trước mặt thì mấy người kia vốn chẳng là gì. Dù gì thì bọn họ gần như đều là cảnh giới thiên vương long cấp 5 sao, hoặc sắp đột phá tầng thứ của cảnh giới thiên thần. Nhưng Đàm Hồng và Trương Lăng Phong thì khác, hai người họ đều là cường giả cảnh giới thiên thần một sao chân chính. Hai, hôm nay nhà họ Chu ắt sẽ gặp đại nạn. Ông cụ vừa nhìn Chu Hạo Nhiên chằm chằm chợt lắc đầu thở dài nói. Ai bảo Chu Lâm Lâm không có mắt, dám đắc tội với trưởng lão của kiếm các Thiên Vân Sơn. Đối với nhà họ Chu bọn họ thì đây đã là sự ban ơn lớn nhất rồi. Người đàn ông trung niên mặc đạo bào bên cạnh cũng nói theo. Đừng nói chỉ một nhà họ Chu bé xíu, cho dù là các tông chủ tông môn đang ngồi đây cũng không dám động vào nhà họ Đàm. Hôm nay, toàn bộ võ tông đều biết chuyện này. Nếu không nghiêm trị nhà họ Chu thì mặt mũi Thiên Sơn biết để đi đâu. Nếu không làm gương thì chẳng phải bất kỳ tên đệ tử tông môn nào cũng có thể giết hại đồ đệ Thiên Sơn. Không sai, cho dù chỉ để ra oai thì Thiên Sơn cũng tuyệt đối không bỏ qua cho nhà họ Chu. Hai, sợ là không chỉ mình Thiên Sơn mà ngay cả võ tông Hoa Quốc, sau này nhà họ Chu khó mà sống nổi. Cho dù hôm nay may mắn thoát được một kiếp thì sau này ắt cũng sẽ bị Thiên Sơn tắm máu báo thù. Từng đợt bàn tán xôn xao truyền đến từ phía sau, Chu Lâm Lâm nghe mà thấy lòng nguội lạnh. Dù gì những người đó cũng là tiền bối của võ tông. Bọn họ am hiểu hơn bất kỳ ai về mặt tối của võ tông. Cái gọi là chính phái, cái gọi là danh sơn, chẳng qua cũng chỉ là một lớp ngụy trang mà thôi.
thủ đoạn của những người này so với các thứ cùng hung cực ác kia chỉ có hơn chứ không có kém. Chương 2444. Chu Hạo Nhiên, chẳng lẽ các người không biết, tham gia đại hội võ lâm phải đến trước một ngày sao? Lẽ nào nhà họ Chu các người lại đặc biệt hơn? Không sai, cho dù đại hội võ lâm được tổ chức ở đâu thì đều là sự kính trọng mà những người tập võ như chúng ta dành cho tổ sư gia, nhà họ Chu các người lại ung dung đến muộn, đó là bất kính với tổ sư, hay có ý bất mãn với Thiên Sơn. Theo tôi thấy, cái đuôi của nhà họ Chu mấy người vẫy tới tận trời rồi nhỉ, có phải đã không thèm đếm xỉa gì tới Thiên Sơn lâu rồi không? Mấy đệ tử mặc đạo bào phái Thiên Sơn dùng giọng điệu lạnh lùng chất vấn. Bọn họ vừa dứt lời, những người xung quanh đều nhìn chằm chằm hai bố con Chu Hạo Nhiên. Thực ra, không phải bố con Chu Hạo Nhiên cố ý đến trễ, mà vì nhà họ Chu bọn họ là người cuối cùng nhận được thiệp mời. Hoặc nói, vốn dĩ nhà họ Chu bọn họ không có tư cách tới tham gia đại hội võ lâm. Dù vừa nhận được thiệp mời là đi ngay trong đêm, thì đương nhiên cũng sẽ đến trễ một ngày so với những người khác. Thưa mọi người, chúng tôi không hề có ý này. Cho dù là tổ sư hay Thiên Sơn thì nhà họ Chu chúng tôi đều vô cùng tôn trọng, nhưng mà, chúng tôi mới vừa, chưa chờ Chu Hạo Nhiên nói xong, một đệ tử Thiên Sơn đã lạnh lùng ngắt lời, hừ. Chu Hạo Nhiên, nhà họ Chu các người coi trọng Thiên Sơn thật sao? Vậy tôi hỏi ông, thi thể của các sư đệ của tôi đang ở đâu? Có câu nói, đánh nhau không giỏi bằng người ta thì biết điều ngậm miệng lại. Mấy đứa sư đệ của tôi kỹ năng không bằng ai. Bị giết bị chém thì Thiên Sơn chúng tôi cũng không một lời oán hận. Nhưng ít ra phải để chúng tôi sống thấy người, chết thấy xác chứ. Hàm ý đã quá rõ ràng. Chu Hạo Nhiên nghe thế thì bất đắc dĩ nhìn con gái. Đúng là chuyện này Chu Lâm Lâm làm hơi quá. Sau khi giết hai gã đệ tử Thiên Sơn xong, vì để không vướng phải rắc rối lớn hơn, Chu Lâm Lâm đã dùng bột hóa xác, khiến thi thể của hai gã đệ tử Thiên Sơn kia biến thành vũng máu. Ngay lúc Chu Hạo Nhiên bị hỏi đến mức cứng họng, không cách nào nói lại được thì một người đàn ông trung niên chậm rãi bước lên đài cao, lạnh lùng nói, được rồi, mọi chuyện đã qua rồi, oan gia nên cởi không nên buộc. Nếu đã đủ người rồi thì đại hội võ lâm hôm nay chính thức bắt đầu. Người đó là một vị chủ sự của Thư Kiếm Viện Thiên Sơn. Lúc này ông ta đi ra quát tháo, ý bảo đệ tử của mình ngừng lại, thật ra cũng chỉ cố tình bày vẽ cho mọi người dưới khán đài xem mà thôi. Để cho tất cả mọi người đều thấy sự độ lượng của Thiên Sơn. Năm nay đã là năm thứ năm sau khi linh khí khôi phục, cho nên tôi cũng hy vọng mọi người có thể thi triển toàn bộ bản lĩnh thực sự của mình trên võ đài, để chúng ta có thể giao lưu trao đổi lẫn nhau. Người đàn ông trung niên nói xong thì đưa mắt nhìn Đàm Hồng trên khán đài. Đàm Hồng lập tức hiểu ý, chậm rãi đứng dậy, đi về phía võ đài. Các vị, tôi từng nghe nói. Nhà họ Chu có một loại trận pháp tên là Đại Hắc Thiên. Trong phút chốc, đất trời điên đảo, rồng quẫy núi non, vô cùng kỳ diệu. Hôm nay, Đàm Hồng tôi muốn học hỏi một chút, mong cô Chu khai sáng cho tôi. Chương 2445. Đàm Hồng nói xong, tia sáng lạnh lẽo trong mắt hắn quét về phía Chu Lâm Lâm. Nghe thấy lời này, trong lòng Chu Hạo Nhiên và Chu Lâm Lâm đều trầm xuống. Đại Hắc Thiên mà Đàm Hồng nói. Đúng là một loại trận pháp bí mật thất truyền của nhà họ Chu. Hơn nữa, trước kia cụ tổ của nhà họ Chu đã dùng trận pháp bí mật này đi khắp thiên hạ, hiếm có đối thủ. Nhưng từ sau khi cụ tổ mất, nhà họ Chu đã không còn ai tinh thông trận pháp này nữa. Cậu Đàm nói đùa, từ sau khi cụ tổ nhà tôi cưỡi hạc về Tây Thiên, nhà họ Chu chúng tôi đã không còn ai tinh thông thuật này nữa. Chu Hạo Nhiên vô cùng lịch sự mở miệng nói. Loại trận pháp này. Tuy có uy lực cực lớn, nhưng không phải ai cũng có thể luyện thành được. Như Chu Hạo Nhiên, tuy lúc còn trẻ, cũng từng khổ luyện mười mấy năm, nhưng đến Đại Hắc Thiên sơ cấp nhất cũng không thể nào đạt được. Cái gọi là Đại Hắc Thiên, là trận pháp phụ đã sử dụng tại Phi Lục cùng Tiêu Chính Văn hôm đó. Rất nhiều ngôi sao che lấp bầu trời, sau đó tụ khí thành rồng, dùng hơi thở của rồng giết địch. Nói ra thì đơn giản, làm được lại rất khó. Đừng nói đến hơi thở của rồng, ngay cả tụ khí, Chu Hạo Nhiên cũng không làm được. Chỉ là lời nói của Chu Hạo Nhiên vừa dứt, một người đàn ông trung niên bên cạnh cười nhạt nói, vừa nãy chủ sự của Thiên Sơn đã nói rồi, mọi người chúng ta đừng giấu giếm nữa, nhà họ Chu cũng đến lúc bộc lộ hết cho chúng tôi xem thử rồi. Không sai, toàn bộ võ tông,
ai mà không biết thuật bí mật của nhà họ Chu, truyền từ tổ tiên Hoa Sơn, hơn nữa chỉ có người nhà họ Chu các người biết, nhưng gia chủ Chu lại đùn đẩy trách nhiệm trước mặt chúng tôi, đây là ý gì vậy? Theo tôi thấy, người nhà họ Chu, căn bản không coi chúng tôi ra gì. Vài người chủ động lấy lòng môn chủ Thiên Sơn, không đợi phía Thiên Sơn lên tiếng, đã đứng dậy chất vấn trước. Những người này vừa mở miệng, tất cả những người còn lại cũng cười nhạt nhìn về phía bố con nhà họ Chu. Các vị nói quá rồi, nhà họ Chu chúng tôi trước nay chưa từng nói quá. Một tháng trước ngay tại đây, Từ Hạc Minh tôi đã sai người đi thăm dò rõ ràng, con gái ông Chu Lâm Lâm tinh thông chiêu thức này, lẽ nào, nhà họ Chu thật sự coi thường chúng tôi sao? Người đàn ông trung niên tên là Từ Hạc Minh đột nhiên đứng dậy, chất vấn với vẻ mặt đầy nham hiểm. Tông chủ của Thiên Thanh Tông chau mày, có phần không dám tin, nói, anh Từ, lẽ nào nhà họ Chu bây giờ vẫn còn người tinh thông trận pháp Đại Hắc Thiên sao? Đừng nói ông ta không tin, hơn 9 phần 10 trong số người đang ở đây, đều không tin. Một mặt, đó là sư tổ Hoa Sơn vì cảm ơn nhà họ Chu năm đó đã giúp đỡ, đặc biệt tặng cho nhà họ Chu trận pháp bí mật. Chương 2446. Cũng là nguyên nhân này, tuy loại trận pháp này có uy lực vô cùng, nhưng tu luyện lại cực kỳ phức tạp. Không phải ai cũng có thể luyện thành được. Cho dù là nhà họ Chu, cũng từ trăm năm trước, đã sớm không còn ai có thể truyền thừa thuật bí mật này nữa. Không chỉ là năm đại danh sơn hiểu rõ trong lòng, ngay cả nhiều tông môn và thế gia cũng biết rõ mồn một. Nếu không, nhà họ Chu cũng sẽ không một mực khiêm tốn như vậy. Sao thế, chẳng lẽ tông chủ thừa cũng nghi ngờ năng lực của tôi à? Từ Hạc Minh híp mắt lại, lạnh giọng chất vấn. Ai, tông chủ của Thiên Thanh Tông khẽ thở dài. Đến bây giờ, ai mà chẳng biết ý đồ trong đó. Người Thiên Sơn đang trách người nhà họ Chu đã giết chết người kế thừa, lúc này mới chủ động lên đài khiêu khích. Theo tôi thấy, trái lại nhà họ Chu có thể thử mà, hơn nữa, đấu võ không phải vốn có ý hỗ trợ lẫn nhau, cùng nhau tiến bộ sao, gia chủ Chu, ông nói xem. Trương Lăng Phong bên cạnh vẫn luôn không mở miệng, đột nhiên lên tiếng nói. Sau khi nghe Trương Lăng Phong nói, trong lòng Chu Hạo Nhiên không khỏi trùng xuống. Thái độ của Trương Lăng Phong, nói lên rằng nhà họ Trương của Thiên Sơn cũng có ý nhằm vào nhà họ Chu. Có thể nói, hai bố con họ hôm nay sẽ chết chắc. Hừ, không phải các người ức hiếp hai bố con chúng tôi ít người yếu thế sao? Cùng lắm thì chết thôi. Chu Lâm Lâm quả thực đang giận bố mình bị người ta không ngừng ức hiếp, lạnh giọng nói. Từ khi đến chân núi Thiên Sơn, Chu Lâm Lâm đã không còn ôm một tia ảo tưởng sống sót nào nữa. Dù sao cũng là đường chết, cần gì phải nuốt giận chịu đựng. Nghĩ đến đây, Chu Lâm Lâm bước lên võ đài. Cô gái, cô nói vậy cũng không đúng, đại hội võ lâm vốn là nơi mọi người trao đổi lẫn nhau, lúc trước, nhà họ Chu không đến tham gia, chúng tôi cũng học hỏi lẫn nhau như vậy. Đàm Hồng cười nhạt nói. Học hỏi lẫn nhau, anh gọi đây là học hỏi lẫn nhau sao? Một người cảnh giới thiên thần, khiêu chiến tôi, một người cảnh giới thiên vương bốn sao, học hỏi lẫn nhau kiểu gì? Chỉ bằng nói là các người muốn mượn cớ giết người. Báo thù cho đồ đệ điên cuồng của Thiên Sơn các người mà thôi. Chu Lâm Lâm nói thẳng ra suy nghĩ chân thực trong lòng người Thiên Sơn, không hề trốn tránh. To gan, không biết xấu hổ, mọi người Thiên Sơn nghe Chu Lâm Lâm nói vậy, rối rít đập bàn đứng dậy. Cho dù lời Chu Lâm Lâm nói đều là sự thật, mọi người ở đây đều hiểu rõ trong lòng. Nhưng có vài lời, nếu như nói rõ ra, sẽ làm tổn hại đến danh dự của Thiên Sơn. Đàm Hồng khoát tay, tỏ ý mọi người của Thiên Sơn yên tĩnh lại, sau đó cười nhạt nói, Chu Lâm Lâm, đấu võ học hỏi lẫn nhau không phụ thuộc vào cảnh giới, chỉ có so chiêu cùng cao thủ, mới có thể có được, đây là điều mà người tập võ chúng ta đều rõ. Hơn nữa, tôi cũng chỉ muốn lĩnh giáo tuyệt chiêu của nhà họ Chu, không hề có ý nhằm vào ai. Nếu Thiên Sơn chúng tôi quả thật muốn giết cô báo thù, còn cần mời người nhà họ Chu các người đến sao? Tùy tiện sai vài đệ tử. Đã có thể khiến nhà họ Chu các người, biến mất khỏi đời này một cách yên lặng không một tiếng động rồi. Chu Lâm Lâm cắn chặt răng, lạnh lùng nhìn về phía Đàm Hồng nói, hừ, người của Thiên Sơn các ông, quả nhiên đều là ngụy quân tử đạo mạo nghiêm trang. Đến tận hôm nay, vẫn không dám thừa nhận suy nghĩ xấu xa trong lòng mình. Chương 2447. Cô gái, cô lại bêu xấu Thiên Sơn của tôi nữa rồi,
nhưng Thiên Sơn chúng tôi đã từng ra tay với cô chưa? Huống chi, tôi đã nói không chỉ một lần rằng tôi chỉ muốn lĩnh giáo tuyệt chiêu của nhà họ Chu mà thôi. Trong võ tông, có ai không biết, tiền bối Chu Vọng Hải oai phong lẫm liệt, hơn trăm năm trước, từng lấy cảnh giới thiên thần, nghênh chiến cường giả thiên vương, tuy đã thua, nhưng thua trong vinh quang. Vì Hoa quốc ta chống lại các quốc gia khác, thật là anh hùng. Nhà họ Chu hôm nay, lại sa sút như thế, đời chúng tôi quả thật không nhìn nổi nữa, mới hy vọng nhà họ Chu, có thể mượn cơ hội này, tạo ra thành tựu xuất sắc. Cô cũng không nên hiểu nhầm suy nghĩ trăn trở của Thiên Sơn chúng tôi. Đàm Hồng chắp một tay sau lưng, đứng ngạo nghễ trên võ đài phong độ ngời ngời. Nếu không phải người dưới đài từ lâu đã biết Đàm Hồng vốn là tiểu nhân lòng dạ hẹp hòi thì sẽ coi lời hắn nói là thật mất. Hừ, được, người nhà họ Chu, dù chết cũng tuyệt đối không cúi đầu. Chu Lâm Lâm vừa nói, nắm chặt tay, muốn ra tay với Đàm Hồng. Đang lúc ấy, đột nhiên có một giọng nói từ sau lưng cô ấy truyền tới. Ai muốn lĩnh giáo Đại Hắc Thiên? Cùng với giọng nói này vang lên, mọi người trong sân không khỏi quay đầu lại nhìn ra sau lưng. Chỉ thấy một người đàn ông trẻ tuổi tóc dài bay bay, đang chậm rãi đi về phía lôi đài. Ông chủ, Chu Lâm Lâm nhìn thấy người đến là Tiêu Chính Văn, không khỏi trợn to hai mắt, vô cùng ngạc nhiên sợ hãi. Không chỉ Chu Lâm Lâm nhận ra Tiêu Chính Văn, ngay cả Lý Tiểu Phi trong đám đông cũng đứng vụt dậy. Thấy Tiêu Chính Văn, Trương Lăng Phong đang nhìn trên đài, trong nháy mắt ngây người ra như phỗng, ngay cả hai tay đặt trên tay vịn của cái ghế, cũng không ngừng run rẩy. Chu Lâm Lâm, không đi làm, cũng không gọi điện thoại cho chị Vi Nhan của cô, có biết chúng tôi lo lắng cho cô lắm không? Tiêu Chính Văn vừa đi về phía lôi đài, vừa trầm giọng trách móc. Anh Tiêu, anh, sao anh tìm được đến đây, mau về đi. Chu Lâm Lâm vừa nói, vừa lo lắng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Với góc nhìn của cô ấy, Tiêu Chính Văn chẳng qua là một người bình thường, anh đến nơi này, nào khác gì đi tìm cái chết. Đám người này sẽ không có bất kỳ chút lòng cảm thông nào với người bình thường. Tiêu Chính Văn căn bản không để ý đến Chu Lâm Lâm, mà dẫm lên nấc thang, đi thẳng một mạch lên lôi đài. Không phải anh rất muốn thấy Đại Hắc Thiên sao? Tôi có thể cho anh toại nguyện. Vừa nói, Tiêu Chính Văn bước lên phía trước, ngăn Chu Lâm Lâm lại ở sau lưng. Ông chủ, Chu Lâm Lâm còn muốn tiếp tục khuyên Tiêu Chính Văn nhanh chóng rời khỏi, nhưng lại bị Tiêu Chính Văn khoát tay ngăn lại. Hừ, mày là ai? Đàm Hồng lạnh lùng nhìn đánh giá Tiêu Chính Văn, trầm giọng hỏi. Người trước mắt này, càng nhìn càng thấy quen, nhưng Đàm Hồng lại nhất thời không nhớ ra nổi là đã từng thấy gương mặt này ở đâu rồi. Tôi là ai không quan trọng, không phải anh muốn thấy Đại Hắc Thiên sao, trái lại tôi vui lòng thỏa mãn nguyện vọng của anh, nhưng cái giá phải trả e rằng anh không chịu nổi. Tiêu Chính Văn nói với giọng lạnh như băng. Ông chủ, anh tuyệt đối đừng bốc đồng. Lần này Chu Lâm Lâm thật sự nôn nóng, vội vàng tiến đến kéo cánh tay của Tiêu Chính Văn. Cho dù là võ tông, hoặc là danh sơn, cũng không thể làm sằng làm bậy, càng không thể coi mạng người như cỏ rác. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Chương 2448. Đàm Hồng nghe vậy, vẻ mặt bỗng trở nên lạnh lùng, lạnh giọng nói, thằng kia, mày thật ngông cuồng. Mày có biết, người đến đây hôm nay là những ai không? Ít nhất ở đây có hơn một nửa môn chủ và tông chủ của cả võ tông. Tiêu Chính Văn lại dám nói ra cho dù là võ tông hay danh sơn, cũng không thể tùy tiện nói những lời như vậy, nhất định là chán sống. Bất cứ ai cũng không thể lấy cái cớ đấu võ, để cướp đi tính mạng của người khác. Đây là quốc pháp, sắc mặt Tiêu Chính Văn không hề thay đổi, lạnh giọng nói. Nghe thấy vậy, Đàm Hồng bật cười. Hơn nữa còn là ngửa mặt lên trời cười ha hả. Từ khi linh khí khôi phục tới nay, đây là chuyện buồn cười nhất hắn từng nghe. Ngay cả đương kim thiên tử, cũng không dám nói ra những lời huênh hoang kiểu này. Tên ngông cuồng trước mắt mặc áo quần bình thường, thực lực chẳng đâu vào đâu mà lại dám dùng giọng điệu này dạy dỗ mình sao? E rằng mày còn chưa biết, tao là ai nhỉ? Ánh mắt Đàm Hồng nhìn về phía Tiêu Chính Văn, mơ hồ có thể nhìn thấy ý định giết người. Hắn không hề ngần ngại kết liễu người bình thường này trên võ đài. Hơn nữa, với thân phận của Đàm Hồng, cho dù giết mấy người bình thường thì đã sao? Giới chính trị dám sai người đến Thiên Sơn tìm hắn ư? Câu trả lời dễ dàng thấy được, anh là người sao, ỷ người đông thế mạnh,
ức hiếp một cô gái, ép bố người ta lên đài đấu võ với anh, theo tôi thấy, anh cũng không đáng được coi là người. Tiêu Chính Văn cười nhạt nói. Người bên dưới đều nhìn thấy rõ, người trên võ đài là Đàm Hồng đấy. Trong những người trẻ tuổi Thiên Sơn, nhân vật hung ác thật sự, ngay cả Chu Hạo Nhiên cũng sợ chết khiếp. Thằng kia, mày dám mắng tao sao? Hai mắt Đàm Hồng lóe sáng, đằng đằng sát khí nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Anh không xứng để tôi mắng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Mẹ nó, mày muốn chết hả? Giết chết thằng đó đi. Đúng, tuyệt đối không được để cho loại ngông cuồng này còn sống rời khỏi nơi này. Đám người Thiên Sơn ở bên dưới nhao nhao đứng dậy, chỉ tay vào Tiêu Chính Văn. Giết tôi, ai cho các người can đảm đó? Tiêu Chính Văn quát lên một câu hệt như sấm sét từ 9 tầng mây, rung chuyển khiến mọi người choáng đầu hoa mắt. Lúc này, sắc mặt của tất cả mọi người đột nhiên thay đổi. Bởi vì tiếng quát của Tiêu Chính Văn, thật sự như tiếng thiên lôi, tuyệt đối không phải một người bình thường có thể làm được. Chương 2449. Mấy đệ tử Thiên Sơn vừa nãy hộc máu, lúc này lập tức bị tiếng quát của Tiêu Chính Văn làm chấn động đến nỗi chết ngay tại chỗ. Soạt, tận mắt thấy mấy đệ tử bên trong của Thiên Sơn chảy máu mũi miệng, ngã trong vũng máu, mọi người bên dưới nhất thời suýt xoa. Dù là những môn chủ tự cho mình siêu phàm như bọn họ, cũng không làm được việc chỉ dựa vào một tiếng quát, mà giết được nhiều đệ tử của Thiên Sơn như vậy. Ngay cả vài môn chủ tông chủ cách xa hơn một chút, màng nhĩ cũng bị chấn động thủng, lập tức chảy máu. Không gian bỗng yên lặng như tờ, yên lặng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi. Người giật mình nhất là Chu Lâm Lâm. Hơn một năm qua, gần như mỗi ngày, cô ấy đều ở bên cạnh Tiêu Chính Văn và Khương Vi Nhan, nhưng trước giờ không hề phát hiện ra ông chủ và bà chủ của mình có điểm nào hơn người. Hơn nữa, từ biểu hiện của hai vợ chồng họ, rõ là rằng hai người bình thường đến nỗi không thể bình thường hơn. Nói khó nghe thì là từ khi quốc vận của Hoa Quốc tăng lên, ngay cả người bình thường cũng có thực lực cấp binh vương, rất khó có thể tìm ra người bình thường thực sự. Trong mắt người khác, vợ chồng Tiêu Chính Văn là người vô dụng thật sự. Nhưng mãi đến lúc này, cô ấy mới phát hiện, Tiêu Chính Văn mới là nhân vật ẩn nấp sâu nhất. Chỉ dựa vào một tiếng quát đã có thể nhận ra thực lực của Tiêu Chính Văn, tuyệt đối áp đảo tất cả những người ở đây, gần như không ai có thể là đối thủ của anh. Không ngờ, mày lại là một cao thủ che giấu rất sâu như vậy, thật sự khiến tao nhìn với ánh mắt khác. Sắc mặt Đàm Hồng lạnh như băng. Ánh mắt lướt qua những vị sư huynh đệ bị chấn động đến chết của mình, siết chặt nắm đấm, nói. Tôi đã nói rồi, anh không xứng. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói một câu không đầu không đuôi. Đàm Hồng nghe vậy, đầu tiên là sửng sốt, sau đó cười nhạt, nói tao không xứng sao. Mày có biết, tao là ai không? Ở Thiên Sơn, mày là rồng cũng phải cuộn lại, là hổ cũng phải nằm xuống. Bớt nói nhảm, không dám ra tay, thì quỳ xuống. Xin lỗi bố con nhà họ Chu. Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói. Mày tự tìm đường chết. Đàm Hồng vừa dứt lời, bóng Tiêu Chính Văn cũng chuyển động. Chỉ nhìn thấy một tay Tiêu Chính Văn chỉ lên trên không trung, một cảnh tượng kỳ dị bỗng xảy ra. Bầu trời vừa nãy còn ánh nắng tươi sáng, trong chớp mắt đã vật đổi sao rời. Nhưng một giây sau đó, sao trên trời cũng vội vã biến mất, xung quanh lập tức biến thành một vùng đen kịt. Ào! Ngay lúc này, một tia sáng màu vàng đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó một con rồng vàng bay thẳng lên trời. Chương 2450. Thấy cảnh tượng này, tông chủ của Thiên Thanh Tông đứng vụt dậy, ngơ ngác nhìn con rồng vàng bay lên trời. Đại Hắc Thiên, mày, sao mày cũng biết Đại Hắc Thiên? Đừng nói là ông ta, ngay cả Chu Hạo Nhiên cũng há hốc mồm, trợn mắt đứng ngơ ngác. Dù sao Đại Hắc Thiên cũng là tuyệt chiêu độc môn của nhà họ Chu. Tiêu Chính Văn không thể nào biết được. Nhưng ông ta đâu biết rằng, đừng nói là Đại Hắc Thiên, mà tất cả trận pháp cao thâm của Hoa Quốc, Tiêu Chính Văn cũng biết rõ. Một mặt, trong Thiên Sơn thư lục có ghi chép lại rõ ràng. Mặt khác, trái tim rồng kim long chính là trái tim của trận pháp. Tất cả trận pháp, chỉ cần Tiêu Chính Văn nhìn một lần, đã có thể dung hợp thông suốt toàn bộ. Trong ánh mắt nhìn chằm chằm của mọi người, con rồng vàng quanh quẩn bên cạnh Tiêu Chính Văn, khí tức của rồng mạnh mẽ, áp lực khắp bốn phía. Mái tóc dài của Tiêu Chính Văn cũng không gió mà bay, khí tức coi thường thiên hạ, từ dưới chân Tiêu Chính Văn xông thẳng lên trời.
Mọi người ở đây dường như đều cảm nhận được một cảm giác áp bức cực kỳ mạnh mẽ, thậm chí ngay cả hít thở cũng trở nên khó khăn. Chỉ có Trương Lăng Phong bên cạnh tỏ vẻ không hề sợ hãi. So với lần ở Lương Sơn, đây hoàn toàn không tính là gì cả. Lần trước chỉ dùng một chiếc lá mà đã có thể giết chết cao thủ tuyệt thế Thiên Lăng Tử đấy. Được, vậy tao sẽ cho mày lĩnh giáo, trận pháp tinh thần của Thiên Sơn. Đàm Hồng lạnh lùng quát, khí tức trên người cũng theo đó mà tỏa ra. Chỉ thấy một tay của Đàm Hồng vừa vẽ trên không trung, ngay sau đó thanh kiếm dài vung ra, tung ra một chiêu chém về phía Tiêu Chính Văn với tốc độ nhanh như tia chớp. Mọi người dưới đài chỉ thấy một vùng ánh sáng màu bạc rực rỡ, như sao trời sáng chói, đổ xuống đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn cười nhạt, giơ nắm đấm như sắt thép ra tiếp đòn. Con rồng vàng lớn theo đó đón lấy mảng sao trời. Cùng với một tiếng động lớn chấn động trời đất, sao trời màu bạc quay ngược trở lại. Sự va chạm của hai người khiến không khí gợn sóng, thậm chí hư không cũng xoay chuyển biến dạng. Có điều, còn chưa đợi sao trời màu bạc va chạm với Đàm Hồng, chiêu thứ hai của hắn đã đến. Chịu chết đi, cùng với tiếng giống to, ánh sáng của kiếm lao thẳng về phía hông của Tiêu Chính Văn. Kiếm khí này mang theo khí thế phá hủy trời đất, dường như có thể hủy diệt cả thế giới. Thấy vậy, mọi người dưới đài không khỏi cảm thấy ớn lạnh. Đây là kết quả của việc dung hợp hoàn hảo trận pháp và chiêu thức. Nếu như đổi thành người khác, ai dám coi thường việc bị ánh sao đánh ngược lại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 85.